Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 3811, xung sai đối tượng. Tề gia, bên cạnh một nham thạch tràn đầy sương mù, lão tổ Tề Mãnh ngồi ở phía trên, trong tay cầm một cần câu. Phía trước là một hồ nước không lớn, thỉnh thoảng có cá bơi qua. Sắc mặt Tề Mãnh lãnh đạm, không nhúc nhích, giống như một bức tượng, không biết qua bao lâu, khẽ mỉm cười. Có cái gì muốn hỏi trực tiếp tới, không cần qua lại thăm dò. Trước mặt hắn không có người, không biết giao lưu với ai. Vù vù. Tiếng nói kết thúc, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cách đó không xa, tốc độ giống như thuấn di, vậy mà không có kích thích một chút tiếng gió, thậm chí ngay cả sóng nước cũng không có rung chuyển, giống như vẫn đứng ở phía trên. Lão tổ Bắc Đường gia tộc Bắc Đường Tuyết. Tề lão đầu, Mỹ Dung Đan và Trương Huyền kia, là chuyện gì xảy ra? Biết hắn khẳng định sẽ hỏi thăm, Tề Mãnh khẽ mỉm cười. Thân đồ Lưu Hương cũng sắp tới, chờ giải thích một lần đi. Tiếng nói vừa kết thúc, chỉ thấy một người khác xuất hiện ở cách đó không xa. Đồng dạng là một lão giả. Một vị thần vương phong hào khác của U Hồn Hoàng Thành, thần đồ. Lưu Hương, đi theo ta. Thấy người đến đông đủ, Tề Mãnh đứng dậy, nhẹ nhàng vụt qua, không khí xuất hiện một gợn sóng, sau một khắc, xuất hiện ở trước Nguyệt Thanh Trì. Hai vị có nhìn ra ao nước có loại biến hóa nào không? Tề Mãnh chắp tay sau lưng. Xoay đầu lại hỏi. Thay đổi. Hai thần vương phong hào nhìn sang, một lát sau, tất cả đều biến sắc. Trong này, trộn lẫn huyết dịch của đế quân. Dù khí tức trong Nguyệt Thanh chỉ hỗn loạn, khí tức các loại thần thú, bảo vật trộn lẫn, để cho người ta trong thời gian ngắn phân biệt mơ hồ, cụ thể là cái gì, nhưng hai vị này đều đứng ở đỉnh phong nhất của toàn bộ thần giới, liếc mắt liền nhìn ra trong đó thay đổi. Nếu như nói trước đó Nguyệt Thanh chỉ là địa phương luyện thể phổ thông, mặc dù ở U Hồn Thiên hiếm thấy, nhưng toàn bộ thần giới vẫn có thể tìm ra mấy chỗ cường đại hơn. Lúc này dung hợp huyết dịch đế quân, nhảy lên thành thánh địa gần với bất tử dung nham chỉ nhất. Đúng vậy. Tề Mãnh gật đầu. Các ngươi có nhìn ra, là vị đế quân nào lưu lại không? Cái này. Bắc Đường Tuyết nhíu mày, thần thức mạnh mẽ lan ra, rất mau nhìn về. Phía thân đồ Lưu Hương, giống như xác định cái gì, đồng thời gật đầu. Chẳng lẽ là, vị kia ở bất tử thiên? Ta cảm giác cũng là như vậy. Tề Mãnh lên tiếng, cười khổ nói. Vị Trương Huyền kia, tới tu luyện một lần, nơi này biến thành như. Vậy, chẳng qua, tuy lực lượng nơi này mạnh hơn, nhưng không sai biệt lắm cũng đã phế rồi. Trong ao dung hợp huyết mạch đế quân, linh khí trở nên lợi hại. Gần với bất tử dung nham trì, nhưng lực lượng bên trong cũng càng thêm cuồng bạo, người bình thường rất khó tiến vào. Đế quân cao cao tại thượng, tinh huyết của loại cường giả này không phải người nào cũng có thể đến gần hấp thu. Trước đó cái ao này, có thể để cho tộc nhân tăng tiến thân thể, giờ phút này. Xem như thiên tài như Tề Dược Khỉ sợ cũng khó mà tới gần. Rõ ràng tăng lên lực lượng, giờ phút này lại trở thành phế phẩm. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy tâm tắc. Không để ý tới hắn cảm xúc, hai người nghe Trương Huyền tới qua một lần biến thành như vậy, đồng thời chấn động, tất cả đều nói không ra lời. Ý của ngươi là, Trương Huyền này có thể là... Lúc này bọn họ rốt cuộc biết, vì sao Tề gia muốn toàn lực ủng hộ. Trương Huyền, thậm chí không tiếc đắc tội những người khác, náo loạn nửa ngày, thì ra liên quan đến đế quân. Cửu thiên cửu đế, thêm vào thiên túng đại đế. Toàn bộ thần giới cũng chỉ có 10 người mà thôi. Quan trọng là còn có mấy vị chưa từng xuất hiện, tỷ như Tự Tại Thiên, vị ở Kiếm Lư. Nói cách khác, có thể tiếp xúc đế quân, nhiều nhất chỉ có 8 người. Thần giới, bất luận người nào, đều lấy có thể có quan hệ tới đế quân mà cảm thấy vinh quang, vị này chạy đến Tề gia tu luyện, hơn nữa cải tạo ao để ai cũng không thể vào. Đủ để chứng minh quan hệ. Dù thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng đối mặt đế quân vẫn giống như sâu kiến. Không đúng. Khiếp sợ phút chốc, đột nhiên thân đồ Lưu Hương mở miệng. Nếu như là huyết dịch của vị kia, coi như nơi này kém bất tử dung nham trì, cũng chênh lệch không quá xa, trừ người hắn nhận định, xem như chúng ta cũng không thể tiếp cận. Nhưng bây giờ rõ ràng không có đến, chúng ta vẫn có thể hấp thu lực lượng trong đó, chứng minh huyết dịch trong ao cách đế quân còn kém một đoạn rất lớn.
Cường giả đế quân sao mà đáng sợ, trọng lượng một giọt máu, đừng nói sơn mạch này không chịu nổi, toàn bộ U Hồn Thiên có thể thừa nhận được hay không cũng chưa chắc. Hiện tại, tuy Nguyệt Thanh chỉ biến hóa, nhưng lại xa xa không đạt tới tiêu chuẩn triệt để thuế biến, rõ ràng có khoảng cách nhất định. Đây cũng là chỗ ta không hiểu, bất quá tình huống vị kia của bất tử. Thiên, các ngươi hẳn cũng nghe qua một ít. Tề Mãnh dừng lại một chút nói. Nhớ tới một ít bí mật, hai vị cường giả Phong Vương lại nói không ra lời. Trải qua thời gian rất lâu, Bắc Đường Tuyết lần nữa nhìn tới. Nếu như suy đoán là thật, chuyện này nhất định phải trình báo bệ hạ. Bệ hạ trong miệng hắn, chính là người mạnh nhất U Hồn Thiên, Càn Khôn Ma Quân. Đế quân đi Huyền Minh Hải, trong thời gian ngắn không cách nào liên hệ. Tề Mãnh lắc đầu. Huyền Minh Hải. Hai người sững sờ. Chuyện này, bọn họ cũng không biết. Vì người một tháng trước xuất hiện ở U Hồn Trì, giúp đối phương ngưng luyện thân thể. Tề Mãnh nói. A hát. Hai người giật mình. Hơn một tháng trước, U Hồn Trì đột nhiên ngưng tụ ra một bóng người, thiên phú cực kỳ cường đại, đưa tới Càn Khôn Ma Quân chú ý, không tiếc thi triển lực lượng thời khôn, để đối phương cấp tốc tiến bộ. Thực lực bây giờ, tuy không có đến phong hào, nhưng so với thần vương bình thường chỉ mạnh không yếu. Thậm chí chuyên môn vì đối phương luyện chế thân thể, có thể nói phí hết tâm huyết. Ma đế còn lần đầu tiên, vì một người bình thường để ý như vậy. Thân đồ Lưu Hương tò mò. Thật không biết vị này, đến cùng có đặc thù gì, chẳng lẽ là một nữ tử. Đừng nói thần vương, ở trong mắt đế quân, thần vương phong hào cũng không khác người bình thường. Dù sao cái gọi là phong hào, chính là hắn ban cho. Người mạnh như thế, vậy mà vì một người bình thường tự mình luyện chế thân thể, nói không kỳ quái là giả. Cùng ma quân ở chung không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy qua hắn làm như vậy. Chẳng lẽ là nữ tử, để bệ hạ động phàm tâm? Tề Mãnh cau mày. Nói cẩn thận. Ha ha, thuận miệng nói một chút mà thôi. Thân đồ Lưu Hương xấu hổ cười một tiếng. Hắn không có ý định dò xét bí mật của đế quân, chỉ là tò mò, trước đó không có người thổ lộ, giờ phút này nhìn thấy hai vị bạn cũ, mới nói thêm một câu. Chuyện này ta biết, vị này là từ hạ giới tới, có điều không phải nữ tử, hình như cho đối phương nguyện lực, để hắn ngưng tụ thành hình người, thể chất có chút giống bệ hạ. Lúc này mới duy trì hồn phách không tiêu tan, bệ hạ cũng xuất phát từ tò mò, ra tay trợ giúp. Bắc Đường Tuyết nói ra tin tức mình biết. U Hồn Hoàng Thành, Càn Khôn Ma Quân cơ bản mặc kệ, rất nhiều chuyện đều do ba người bọn họ phụ trách, bởi vậy không ít người đều biết một ít bí mật những người khác không hiểu rõ. Nghe được không phải nữ tử, hai người còn lại đồng thời gật đầu. Mặc kệ Trương Huyền này cùng vị kia của bất tử thiên tồn tại quan hệ ra sao, dính dáng đế quân, đã không phải là chúng ta có thể tự mình đoán bừa. Không thảo luận chuyện bệ hạ, Tề Mãnh lần nữa nói. Các ngươi không biết tin tức thì cũng thôi, nếu biết, làm cái gì, đã không cần ta nói nhiều, từng người đi làm việc đi. Thân đồ Lưu Hương, Bắc Đường Tuyết đồng thời gật đầu, nhẹ nhàng vụt qua, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Thần vương phong hào không thể thuấn di, sở dĩ như vậy, là bởi vì tốc độ quá nhanh, vượt ra phạm vi mắt thường có thể phân biệt. Hoàng Thành, U Hồn Trì. Hộ vệ trước đó tiếp đãi Trương Huyền lần nữa đi vào trước ao nước. 7 ngày trước vừa mới hội tụ hư ảnh, lúc này đã lớn hơn người bình thường một vòng, hơn nữa càng ngày càng sáng chói, khí tức mạnh mẽ. Lại có càng nhiều người sinh ra nguyện lực, thiên thần, thần linh tăng lên nhiều như vậy. Hộ vệ này nuốt ngụm nước bọt, rụt cổ một cái. Trước đó có một vị thần vương phong hào cùng 3 thần vương phổ. Thông sinh ra nguyện lực, để hư ảnh trở nên giống như người thật, vốn cho rằng còn muốn tiến bộ gần như không có khả năng. Không ngờ 7 ngày sau, vẫn tăng lên không ít. Bất quá gia tăng nguyện lực đều là thiên thần, thần linh phổ thông sinh ra, hiệu quả không có rõ ràng như trước đó. Nguyện lực của thiên thần, thần linh vẫn yếu chút, nếu như lại có thần vương tưởng niệm, ta sợ hư ảnh vị này, sẽ trở thành người thứ hai ở nơi này. Hộ vệ thứ hai gật đầu nói. Đúng vậy, chẳng qua, thần vương không phải rau cải trắng, có thể. Có 3 cường giả như vậy tưởng niệm. Đã rất đáng sợ. Làm sao lại có càng nhiều? Hộ vệ thứ nhất cười lắc đầu, tiếng nói còn không có kết thúc, chỉ thấy hư.
Ảnh trước mắt lần nữa lay động. Ầm ầm. Thoáng cái bành trướng, thân ảnh như người bình thường cấp tốc tăng thêm, trong nháy mắt tăng lên tiếp cận gấp 2. Nếu như nói trước đó 1m7, hiện tại đã vượt qua một trượng, so với người cường đại nhất kia cũng không hề yếu. Đây là nguyện lực của hai vị thần vương phong hào. Đầu gối mềm nhũn, hai cao thủ đồng thời té ngã trên đất, khiếp sợ nói không ra lời, đều cảm giác sắp điên rồi. Vừa nói thần vương không phải rau cải trắng, không có khả năng dễ. Giang nhận được tưởng niệm như vậy, liền toát ra nguyện lực của hai cường giả phong hào. Thần giới cửu thiên, hết thảy chỉ có gần 30 vị thần vương phong hào, bình quân xuống, mỗi một đế quân nhiều nhất nhận được 3 vị. Thần vương phong hào tưởng niệm. Thanh niên này lại dễ dàng làm được. Đến cùng có lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, hai người chỉ lo run rẩy, nói không ra lời. Tuy trước đó có phỏng đoán, nhưng hiện tại xem ra, vẫn không có đi đến cực hạn của đối phương. Đi vào lân cận quảng trường, nhìn thấy đám người trước mắt chen chúc, Trương Huyền không chịu được sợ hết hồn. Thân ảnh rậm rạp chằng chịt, vượt ra khỏi trước đó đoán trước. Khống chế thần thú phi hành, vừa định rơi vào trên đài cao, tiến hành biểu diễn của hắn. Đột nhiên thân thể cứng đờ, cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào trong đầu, lực lượng linh hồn trước đó giam cầm không tiến lên, mắt thường có thể thấy được tăng thêm. Chẳng mấy chốc đã đột phá thiên thần trung phẩm, xung kích thiên thần thượng phẩm. Cái này, là thế nào? Trương Huyền nháy mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ, người nào xung nguyện lực? Xung sai đối tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3812. Phù Giang Thấn. Lực lượng linh hồn của Trương Huyền vừa mới đột phá thiên thần trung phẩm không lâu, dựa theo tốc độ tiến bộ bình thường, không có 10 ngày nửa tháng, thiên thần thượng phẩm là không thể nào hoàn thành. Mới vừa rồi còn ổn định tăng thêm, không có quá nhiều ngoài ý muốn, làm sao trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy? Trước đó là dòng suối bình thường, giờ phút này biến thành hoàng hà. Dựa theo tốc độ như vậy, đêm nay linh hồn sẽ đột phá đến thiên thần thượng phẩm. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm vừa đột phá thiên thần, thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng mấy ngày liền có thể xung kích thần vương, bây giờ đã 7-8 ngày, ngay cả thiên thần thượng phẩm cũng không đến, đã vô cùng xấu hổ. Nếu vẫn vây ở tại chỗ, lại không cách nào thành công. Thật không biết về. Sao dùng loại khuôn mặt nào đi gặp học sinh của mình? Bọn họ bị các đế quân mang đi, tài nguyên vô số, tốc độ tu luyện so với mình, đoán chừng chỉ nhanh không chậm. Linh hồn đột phá, chân khí liền có thể đột phá, đến thời điểm cùng lắm thì tiêu phí 1-2 cái hô hấp củng cố là được. Tu luyện quả nhiên không đơn giản như tưởng tượng, tràn đầy vất vả và cố gắng. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Trương Huyền và đám người Tề Linh Nhi rơi vào trên đài cao. Quảng trường vốn huyên náo, nhìn thấy chính chủ đi vào, tất cả đều đình chỉ thảo luận, từng cái nghi ngờ nhìn lên. Vị kia chính là đại tông sư luyện đan luyện chế ra Mỹ Dung Đan. Thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Không chỉ trẻ tuổi, còn rất tuấn tú, được rồi, ta thừa nhận. Ta động lòng. Ngươi là động lòng với Mỹ Dung Đan của hắn đi. Mỹ Dung Đan hiện thế. Tin tức truyền ra, không ít người hình dung hình dáng của vị đại tông sư luyện đan này, vẫn luôn cho rằng là lão giả râu tóc bạc trắng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chỉ là một tiểu sinh tầm hơn 20 tuổi. Quan trọng là còn đẹp trai như thế. Vô số nữ tử ánh mắt hưng phấn mập mờ. Cường giả, ở bất luận địa phương nào cũng sẽ được khác giới tôn sùng. Chư vị, tại hạ Tề gia Tề Linh Nhi, không ít người có thể tới đây, chính là tại hạ mời. Đứng ở trước đài, Tề Linh Nhi nhìn quanh một vòng nói. Nàng chỉ là thiên thần hạ phẩm, âm thanh còn chưa đủ làm cho tất cả. Mọi người nghe được, có điều trước thời hạn chuẩn bị, trên đài bố trí trận pháp cực kỳ cao minh, toàn bộ quảng trường tiếp cận 50 vạn người, lúc này đều nghe rõ ràng, không bị những người khác nói chuyện quấy nhiễu và ảnh hưởng. Tề gia Tề Linh Nhi, trước đó không có bao nhiêu người quen biết, nhưng trải qua lần này, hầu như thế lực khắp nơi đều hiểu. Thời khắc này Tề gia do nữ hải này đối ngoại nói chuyện. Có thể nói đã gần với gia chủ. Trương Huyền Trương công tử ở đằng sau ta, chính là người luyện chế. Mỹ Dung Đan, ngày hôm nay để mọi người tới, không chỉ là giới thiệu Mỹ Dung Đan,
còn có đan dược khác hiện thế, cùng một chỗ để mọi người chứng kiến. Thấy mọi người quen biết mình, Tề Linh Nhi không có nhiều lời, giới thiệu thanh niên ở sau lưng. Công hiệu của Mỹ Dung Đan, mọi người chắc hẳn đều biết. Trương Huyền tiếp lời, nhìn quanh một vòng. Có thể tới đây, khẳng định là nghe nói công hiệu của Mỹ Dung Đan, hoặc bản thân là người được lợi. Nếu không, thần linh đều bận rộn tu luyện, không có người sẽ nhàn hạ. Như vậy, vô duyên vô cớ tham gia một tụ hội. Mỹ Dung Đan có thể để làn da người ta trở nên tinh tế, chữa trị ám thương trong cơ thể, thậm chí còn có thể tăng thêm tuổi thọ. Các loại hiệu quả trị liệu, không cần ta nói nhiều, tự có người dùng qua kiểm chứng. Trương Huyền cười cười, nói. Vừa rồi Tề Linh Nhi đã nói, ngày hôm nay không chỉ giới thiệu Mỹ Dung Đan, còn có hai loại đan dược mới, hiện tại ta giới thiệu cho mọi người một chút, hai loại đan dược, đến cùng có loại công hiệu nào. Đầu tiên muốn giới thiệu là Mỹ Dung Đan phiên bản thăng cấp, cũng chính là phá trướng đan mà tin tức truyền đi. Loại đan dược này, giống như các ngươi nghe được, không có một chút hư cấu và khoa trương, có thể tăng thêm 50% tỷ lệ đột phá cho tu luyện giả, nói cách khác. Chỉ cần dùng loại đan dược này, cơ bản đều có thể thành công, sau khi dùng, hoàn toàn không có tác dụng phụ, không cần lo lắng cảnh giới tiếp theo tăng lên bị ảnh hưởng. Hơn nữa đan dược này, đồng dạng có tất cả hiệu quả của Mỹ Dung Đan, để cho làn da của người ta trở nên tinh tế, chữa trị ám thương trong cơ thể, tăng thêm tuổi thọ. Quan trọng là mùi vị ăn rất ngon. 50%, cơ bản đều có thể thành công. Tất cả công hiệu của Mỹ Dung Đan, chỉ cần hảo hảo củng cố, khả năng đột phá tăng thêm đến 20% vẫn rất dễ dàng, nếu như lại dùng loại thuốc này, đi đến 70%. Tỷ lệ lớn như vậy, quả thực có thể nói cơ bản đều sẽ thành công. Mấu chốt là không có tác dụng phụ, thứ này cũng quá nghịch thiên đi. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, ngay cả vô số cường giả ngồi trên thần thú phi hành, cũng từng cái động tâm. Có lẽ bọn họ không cần đến loại đan dược này, nhưng hậu bối, con cái, thu được một viên, xác suất thành công cao như vậy, trong thời gian ngắn liền có thể diễn sinh ra một gia tộc mạnh mẽ, xây dựng lên một đế quốc cường đại thuộc về mình. Lão sư, loại đan dược này thật tồn tại. Trên lưng thú, Chu Phong nhìn không được nhìn về phía lão giả ngồi khoanh chân trước mắt. Đại tông sư luyện đan nổi danh nhất thần giới, Phù Giang Thần. Tồn tại hay không ta không biết, nhưng thần giới không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, tiếp tục nhìn đi, chỉ cần dược vật xuất hiện, tự nhiên có thể phân biệt. Phù Giang Thần không quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm đài cao, giọng nói lạnh nhạt. Làm cường giả thần vương, hắn sống ít nhất mấy ngàn năm, bái kiến không biết bao nhiêu cường giả, bao nhiêu hạng người thiên tư kinh diễm. Dựa theo đạo lý bình thường, đan dược có thể tăng lên 50% cơ hội đột phá, trên thế giới căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, năm đó Thiên Túng Đại Đế có vẻ như đã sáng tạo ra vô số kỳ tích để cho người ta khó có thể lý giải được, nhưng lại không cách nào vượt qua. Có lẽ thanh niên này, cũng giống như vậy. Ta biết mọi người nghi ngờ, cho nên ta mang đến thuốc này, trước mặt mọi người biểu thị hiệu quả. Trương Huyền ở trên đài đánh gãy đám người thảo luận, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Một viên đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng không có sóng linh khí kịch liệt gì, cũng không có khí tức cường đại gì, từ xa nhìn lại, hết sức bình thường. Thoạt nhìn hình như là thần nguyên đan trung phẩm. Loại đan dược này ta luyện chế trên 100 năm, liếc mắt liền có thể nhận ra. Mỹ Dung đan cũng giống như thần nguyên đan hạ phẩm, phá trướng đan giống như thần nguyên đan trung phẩm, chẳng lẽ không thể đổi lại hình dáng cao lớn hơn sao? Mọi người tất đều nhíu mày, ngay cả Phù Giang Thần cũng không biết làm sao. Còn tưởng chỉ cần nhìn thấy đan dược, liền có thể tự động phân biệt ra được dược hiệu đến cùng làm sao, hiện tại xem ra. Cả nghĩ quá rồi. Thứ này giống như Mỹ Dung Đan, đừng nói phân biệt, coi như cắt ra, đẩy ngược suy diễn, đoán chừng cũng không có bất kỳ kết quả gì. Người này thật đúng là kỳ tài luyện đan. Phù Giang Thần than thở. Sao lão sư lại nói lời ấy? Chu Phong nói, hiệu quả của đan dược còn không bày ra, vì sao lão sư khen ngợi trước thời hạn? Phàm là đan dược, luôn luôn có dấu vết mà theo, chữa thương,
nhất định phải thêm vào chỉ huyết thảo, hóa thương hoa, tấn cấp tu vi, bình thường cũng phải có phá trướng hoa, thuận mạch hương. Đối phương luyện chế Mỹ Dung đan, hiệu quả rất tốt, lại phân biệt không ra khác biệt với thần nguyên đan, người có biết nguyên nhân không? Phù Giang Thần nói. Chu Phong lắc đầu. Nếu hắn biết, cũng không đến mức gọi lão sư qua. Rất đơn giản, là hắn cố ý dùng thủ pháp luyện đan đặc thù, tiến hành ẩn tàng. Phù Giang Thần cảm xúc. Ẩn tàng. Chu Phong không hiểu. Thần nguyên đan hạ phẩm là đan dược trụ cột nhất của thần giới, dựa vào năng lực của ngươi, có thể dùng bao nhiêu loại phương pháp luyện chế ra. Không có tiếp tục giải thích, Phù Giang Thần hỏi. Mấy trăm loại hẳn có thể làm được. Chu Phong gật đầu. Thần nguyên đan hạ phẩm, chỉ là linh khí tích tụ cùng một chỗ, có rất nhiều loại đan phương, chỉ là loại nào càng tiết kiệm tiền, càng kinh tế. Mà thôi, người có thể dùng ra mấy trăm loại phương pháp, là bởi vì đối với loại đan dược này cử trọng nhược khinh, có thể tùy ý dùng dược vật, đều luyện chế ra công hiệu tương đồng. Phù Giang Thần lộ ra ý sùng bái. Vị trước mắt này cũng như vậy. Viên phá trướng đan kia, rõ ràng thoạt nhìn giống thần nguyên đan trung phẩm như đúc, thần thức cũng dò xét không ra, nhưng trên thực tế lại là dùng rất nhiều dược liệu quý giá tinh luyện, cố ý dùng dược liệu của thần nguyên đan che giấu. Mục đích đúng là không để người ta dò xét ra dược phương, tiến hành học tập, như vậy cũng có thể bảo đảm, dược vật chỉ có hắn biết luyện chế, ai cũng không cách nào sao chép. Thật lợi hại! Chu Phong giật mình. Nói phương pháp ẩn tàng đặc thù. Hắn khả năng không hiểu, giải thích như vậy liền hiểu. Một ít cao thủ dùng độc lợi hại của thần giới, bình thường cũng sẽ dung hợp kịch độc và đan dược phổ thông lại với nhau, để cho người ta cảm giác không ra. Đối phương cũng như vậy. Nếu không, thần nguyên đan trung phẩm, làm sao có khả năng để người ta đột phá tỷ lệ tăng thêm 50%. Tai nghe là giả, mắt thấy mới thật, nếu đã lấy ra đan dược, tự nhiên phải nghiệm chứng tại chỗ. Trên đài, Trương Huyền tiếp tục mở miệng. Không biết ai nguyện ý tới thí nghiệm thuốc, điều kiện tiên quyết là, người này nhất định phải nắm giữ thân phận và địa vị để cho người tin phục, hơn nữa vừa khéo sắp đột phá, nếu không, nói là ta an bài, thí nghiệm nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Muốn thử nghiệm, tự nhiên phải tìm một người được tất cả mọi người công nhận, nếu không cho dù hiệu quả tốt, cũng sẽ bị xem như giả. Tại hạ là thành vệ đội của U Hồn Hoàng Thành Trương Hằng. Thần linh hạ phẩm đỉnh phong vây khốn hơn 10 năm, tất cả thành vệ có thể làm chứng. Một lão giả nhảy lên đài cao. Thành vệ thay ngươi làm chứng để làm gì? Vẫn là ta tới đi, ta chính là tiêu sư của Uy Vũ Tiêu Cục, thiên thần hạ phẩm đỉnh phong, quản gia Tề gia có thể làm chứng. Các ngươi đều không có lực công tín, vẫn là ta. Một hồi huyên náo, không đến mấy hơi thở, liền nhảy lên 3-40 người. Tuy trong lòng nghi ngờ loại phá trướng đan này, nhưng dám ở trước mặt nhiều người như vậy, khoe khoang khoác lác, hơn nữa có Tề gia ở. Sau lưng cho chỗ dựa, tuyệt đối không có khả năng đơn giản. Có lẽ thật có thể để người ta đột phá. Cho nên những người này ôm tâm lý may mắn vọt lên. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, đang không biết nên chọn như thế nào, liền nghe đến trên không có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tại hạ phái một người thử một chút, không biết có được không? Kèm theo âm thanh, Phù Giang Thần chậm rãi đứng thẳng người lên. Chương 2165, CSC. Hết chương 3812. Chương 3813, chỉ cần 998. Là đại tông sư luyện đan thứ nhất của thần giới, Phù Giang Thần. Mặc dù hắn là luyện đan sư danh khí lớn nhất thần giới, nhưng còn không gọi được thứ nhất. Nghe nói thuật luyện đan của Thiên Túng Đại Đế có 102 cổ kim, không ai sánh nổi. Đế quân cao cao tại thượng, sẽ không so sánh với người bình thường, vị này tuyệt đối được cho thứ nhất của thần giới, cho dù không xếp tới hạng nhất, năm vị trí đầu khẳng định có tên. Dù sao cao nhân chân chính, đều không thích xuất đầu lộ diện. Này ngược lại cũng phải, chỉ là hắn không phải ở Linh Lung Thiên sao. Sao đến nơi này? Nhận ra thân phận của Phù Giang Thần. Toàn bộ quảng trường xôn xao. Chỉ là thân phận luyện đan sư nổi danh nhất thần giới, liền có thể để vô số người khâm phục, huống chi còn là cường giả thần vương cảnh. Thấy mọi người tôn sùng, cho dù Trương Huyền không biết vị trước mắt này, cũng biết nhất định không đơn giản, gật đầu.
Được. Cũng không nhiều lời, Phù Giang Thần vẫy tay một cái, sau lưng có một thanh niên tung người nhảy lên, rơi vào đài cao. Đây là đồ tôn của ta, Hàn Cừ, thần linh thượng phẩm đỉnh phong, bởi vì vừa đột phá không lâu, tỷ lệ đột phá chỉ có 30%. Phù Giang Thần thản nhiên nói. Nếu đối phương cho cơ hội thử đan cho mình, tự nhiên phải giải thích rõ ràng, nếu không nói hắn thông đồng, danh dự của mình cũng sẽ bị tổn thương rất nặng. Tiếng nói kết thúc, Hàn Cừ lập tức bày ra tu vi trong cơ thể, quả nhiên là thần linh thượng phẩm đỉnh phong, hơn nữa không tính quá thâm hậu, khoảng cách đột phá hẳn còn có một khoảng cách rất lớn. Phù đan sư danh khắp thiên hạ, không có khả năng giả bộ chứng nhận, chúng ta tin tưởng. Ta cũng tin tưởng. Nhân phẩm của phù đan sư, ta sớm có nghe nói. Phía dưới lập tức có người hô lên, rất nhanh giống như thủy triều, bao phủ toàn bộ quảng trường. Ở đây nhiều người như vậy, người nào đi lên cũng sẽ gặp phải nghi ngờ, thậm chí Tề gia phái ra cao thủ, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy không đúng, nhưng vị trước mắt này lại không người nghi ngờ. Không chỉ bởi vì hắn là cường giả thần vương, càng quan trọng hơn là, đối phương nổi danh mấy ngàn năm, uy tín khắp thiên hạ, chưa từng nghe qua bất kỳ việc xấu. Hắn phái ra đồ tôn, tự nhiên không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Nếu mọi người tin tưởng, vậy thì bắt đầu đi. Trương Huyền nói, vốn còn nghĩ, có thể phải tốn thêm miệng lưỡi, mới có thể để cho mọi người tin tưởng, không nghĩ tới phù đan sư xuất hiện, trực tiếp hóa giải loại xấu hổ này. Cong ngón tay búng một cái, đan dược trong hộp bay về phía Hàn Cừ. Đưa tay nhận lấy, người sau ngẩng đầu nuốt đan dược xuống. Ầm ầm, linh khí mạnh mẽ tràn vào đan điền, thanh niên không dám chần chừ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hóa giải dược lực trong đó. Phía dưới đều ngừng thở, không dám nói lời nào, sợ sẽ quấy rầy hắn tu luyện. Thời gian không dài, vẫn chưa tới 3 phút, mọi người rõ ràng cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể Hàn Cừ giống như thủy triều hội tụ, phát ra thanh âm tựa như sấm, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng cao. Ầm, một tiếng bùng nổ, khí tức cường đại bay thẳng thiên đình, ràng buộc áp chế ở trên đỉnh đầu lập tức mở ra. Cái này, đột phá. Vẫn chưa tới 5 phút. Tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Thần vương, 99,9999% tu luyện giả của thần giới không dám suy nghĩ, thiên thần cảnh xem như cửa ải khó lớn nhất cả đời. Không biết bao nhiêu thần linh cố gắng cả đời, cũng cách đột phá không biết bao xa, vị trước mắt này ngược lại tốt. Không đến 5 phút đồng hồ liền thành công. Thuốc này thật nghịch thiên như vậy. Đồng tử co rụt, hiển nhiên phù giang thần cũng khó tin. Phá trướng đan có thể tăng tỷ lệ thần linh tấn cấp thiên thần, hắn cũng biết luyện chế, nhưng công hiệu lớn nhất không cao hơn 20%, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể dùng một viên. Dựa theo hắn phỏng đoán bình thường, coi như dược vật của đối phương có thể tăng thêm 50% tỷ lệ, chiếu theo năng lực của đồ. Tôn, muốn thành công cũng cần mười mấy đại chu thiên, nói cách khác ít nhất tu luyện 7-8 canh giờ mới có thể làm được. 5 phút liền hoàn thành. Phá trướng đan này, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Nhìn không được nhìn về phía đồ tôn. Cảm giác như thế nào? Giờ phút này Hàn Cừ vừa mới vững chắc chân khí đột phá trong cơ thể, đứng dậy hai mắt thả ra tinh quang. Lợi hại hơn cả tưởng tượng, tỷ lệ đột phá để cho ta thành công, tăng lên ít nhất 60% trở lên. Không dùng đan dược, tỷ lệ hắn xung kích thành công rất nhỏ, nói là 30%, thực ra đã là cất nhắc. Giờ phút này nhẹ nhõm đột phá, không có một chút ràng buộc, công hiệu của dược vật này, đối với hắn mà nói, đâu chỉ 50%, 60%, 70%, thậm chí 100% cũng có. Thật có công hiệu mạnh như vậy. Phù Giang Thần không dám tin tưởng. Đồ Tôn không dám có nửa câu nói dối, như có nói láo, tình nguyện đời này kiếp này, lại không cách nào luyện đan, thiên kiếp đánh chết. Hàn Cừ nghiêm mặt nói. Nghe hắn phát thể độc, trước đó mọi người còn nghi ngờ, bây giờ nói không ra lời. Đã có Hàn Cừ tiểu hữu ở trước mặt chứng thực, công hiệu của phá trướng đan, chắc hẳn chư vị đều thấy được. Thấy mọi người nói không ra lời, Trương Huyền biết đã tạo thành rung động mãnh liệt, lúc này mở miệng. Hiện tại ta tuyên bố giá cả cùng với số lượng của loại đan dược này. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Dược vật mạnh mẽ hay không, là để cho người ta khiếp sợ. Nhưng giá cả.
mới là căn bản nhất. Trương Huyền nói, có thể loại bỏ ràng buộc trong tu luyện, giá cả viên đan dược này tự nhiên cao quý hơn, Mỹ Dung đan giá là 1.500 thần tệ, đan dược này là gấp 10 lần, cũng chính là 15.000 thần tệ. 15.000 thần tệ. Đây là đoạt sao? Quá đắt, có ít người tiêu phí tích góp cả đời cũng mua không được. Tuy đắt, nhưng nếu thật có công hiệu như vậy, đáng giá. Phía dưới tất cả mọi người lộ ra biểu lộ phức tạp. 1.500.000 thần tệ, ở U Hồn Hoàng Thành, không ít gia tộc có thể mua, nhưng chỉ mua được một viên. Bất quá thần linh thượng phẩm và thiên thần hạ phẩm, tuy chỉ cách nhau một đường, lại như thiên địa, viên đan dược này thật có thể để hắn đột phá, tiền không phải vấn đề. Bởi vì tuổi thọ và địa vị hoàn toàn khác biệt, tiền tài cũng không còn ý nghĩa. Có phải cảm thấy quá đắt hay không? Nhìn thấy biểu lộ của mọi người, Trương Huyền khẽ mỉm cười. Ta cũng cảm thấy quá đắt, ngày hôm nay ngày đầu tiên bán ra, cái giá tiền này mà nói, khẳng định sẽ để cho không ít người chùn bước, bởi vậy không tới 1.500.000, không tới 1.200.000, thậm chí ngay cả 1.000.000 cũng không cần. Chỉ cần 998, chỉ cần 998. Chỉ cần tiêu phí 9.980 thần tệ, liền có thể mua sắm một viên, không đến 1.000.000, không mua được chịu thiệt, cũng không mua được mắc lừa, mua là đột phá, mua là an tâm, mua là thực lực, mua là địa vị hoàn toàn khác biệt. 9.980, không đến 1.000.000, quá tốt rồi, thoáng cái ít đi 1/3. Con mắt tất cả mọi người trong nháy mắt hừng hực. 9.980. Đối với một viên đan dược mà nói, dù vẫn rất đắt, nhưng so sánh với 1.500.000 trước đó thì kém quá nhiều, ngay cả 1.000.000 cũng chưa tới, liền có một cơ hội đột phá thiên thần, sao lại không làm? Chỉ cần có tiền, thằng ngốc mới không mua. Ta muốn, Trương đan sư, cho ta 2 viên. Ta muốn 4 viên. Quần tình kích động, mọi người bình tĩnh đừng nóng. Thấy mục đích đạt đến. Kiếp trước mua sắm trên TV quả nhiên có tác dụng tẩy não, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Không phải ta không muốn bán, mà là loại đan dược này luyện chế. Thực quá phức tạp, nhận lấy tài liệu và tinh lực hạn chế, có thể bán ra không nhiều, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn. Ngày hôm nay, chỉ bán ra 100 viên, bán hết thì thôi, lần sau có hay không, hoặc lúc nào bán, cũng không rõ ràng. Coi như làm ra loại phá trứng đan này, đối với hắn mà nói không tính tốn công, nhưng cũng không có khả năng một hơi lấy ra hết, nếu không sẽ không trân quý, không thể để cho càng nhiều người nhớ, sinh ra nguyện lực liên tục không ngừng. Chỉ có 100 viên, mau trở về để người nhà chuẩn bị tiền. Làm sao chuẩn bị, còn không mau nhà bán, chỉ cần ta đột phá thiên thần, về. Sau nhà còn không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu sao? Nhà không đủ mua. Ngươi nhìn ta đáng giá không? Coi như đập nồi bán sắt, cũng cần mua được 1 viên. Chớ giành với ta, người nào cướp, ta giết người đó. Tất cả mọi người điên rồi, từng cái nghiến răng, kích động không kiềm chế được. Nhìn một màn này ở trong mắt, qua nửa ngày, Phù Giang Thần mới khép miệng lại. Hắn là luyện đan sư nổi danh nhất thần giới, luyện chế ra đan dược, vạn kim khó cầu, không ít người trước thời hạn dùng tiền. Chỉ vì có thể có được dược vật mình tự tay luyện chế. Nhưng so sánh với trước mắt, vẫn kém quá xa. Hiện tại đan dược còn không bán, cũng đã cướp sắp đánh nhau. Chư vị yên tĩnh. Thấy đại thế đã xác định được, Trương Huyền gật đầu nói. Làm sao mua sắm, các vị không cần phải gấp, đợi buổi trình diễn này kết thúc, tìm Tề Linh Nhi báo danh là được, 100 vị báo danh trước, có tư cách mua sắm đan dược. Mặt khác, ngày hôm nay Mỹ Dung đan cũng hạ giá, đồng dạng không cần 1.500, chỉ cần 998 liền có thể mua, số lượng 3.000 viên, mua trước được, bỏ lỡ ngày hôm nay, khôi phục giá gốc. Phía dưới lần nữa kích động. Trước đó không có mua được Mỹ Dung đan, tất cả đều hưng phấn mặt đỏ lên. Phá trứng đan 9.980 thần tệ, Mỹ Dung đan 998 thần tệ, ta biết giá cả. Hai loại thuốc này, không ít thần linh coi như cố gắng cả đời cũng mua không nổi, có điều không cần lo lắng, dính dáng cái này, hôm nay ta muốn nói một loại đan dược cuối cùng. Trương Huyền vẫy vẫy tay, Tề Linh Nhi lấy ra một cái bình ngọc,
từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc, rải rác ở trong lòng bàn tay, thoạt nhìn vô cùng mộc mạc. Đây không phải là thần nguyên hoàn dùng tu luyện ư? Một viên thần tệ có thể mua 10 viên, cực kỳ tiện nghi. Thoạt nhìn giống nhau, nhưng khẳng định không phải. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tới. Trương Huyền nói, cái này gọi là tụ thần hoàn, thoạt nhìn giống như thần nguyên hoàn, nhưng lại có công hiệu hoàn toàn khác biệt, không chỉ có thể giúp người khôi phục lực lượng tiêu hao trong cơ thể, còn có thể hội tụ tinh thần để cho người ta thần thanh khí minh, tu luyện càng thêm nhanh chóng. Bất quá chỉ có thể nhằm vào tu luyện giả thần linh cùng với dưới thần linh, giá cả 9.98 một viên, còn chưa tới 10 thần tệ. Hết chương 3813. Chương 3814. Linh thần chê. Giới thiệu xong tụ thần hoàn, Trương Huyền nói tiếp. Các vị muốn mua, 3 ngày sau, có thể đi cửa hàng Trương Huyền chế. Dược trong hoàng thành mua sắm. Hiện tại ta chuẩn bị 100 viên, muốn thí nghiệm thuốc, có thể lên đài, miễn phí dùng thử, có điều tu vi không cần quá cao, tốt nhất là thần linh hạ phẩm. Phần phật. Tiếng nói kết thúc, lập tức xông lên mấy trăm người, đều ở thần linh hạ phẩm. Trương Huyền cũng không keo kiệt, để Tề Linh Nhi lấy ra mười mấy bình thuốc, cho mỗi người một hạt. Dùng xong tụ thần hoàn, đám tu luyện giả này quả nhiên cảm thấy tinh thần càng thêm tập trung, tinh thần sảng khoái, còn có hơn 10 người thế mà nhân cơ hội đột phá, xung kích đến thần linh trung phẩm. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tới, từng cái tất cả đều là kích động. Tụ thần hoàn vậy mà cũng có thể để cho người đột phá. Cái giá tiền này ngay cả 10 thần tệ cũng không tới, ai cũng có thể mua được. Trong nháy mắt, 50 vạn người ở đây liền nhớ cái tên Trương Huyền chế dược này, càng nhớ những thuốc này là Trương Huyền luyện ra. Nhìn thấy phía dưới quần tình xúc động, Trương Huyền khẽ mỉm cười, đang muốn nói tiếp, trong đầu chấn động, con mắt không nhịn được sáng lên. Bán ra 3 loại đan dược, để càng nhiều người nhớ mình, nguyện lực tăng thêm, vốn ban đêm mới có thể đột phá, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp trùng kích đến thiên thần thượng phẩm. Tiện tay nuốt vào mấy viên thần nguyên đan thượng phẩm, 2 cái hô hấp sau, thần lực trong cơ thể mơ hồ, đồng dạng đạt đến cấp bậc này. Thiên thần thượng phẩm, đến. Về sau, bất luận muốn mua phá trướng đan, mỹ dung đan hay tụ thần hoàn, có thể tới Trương Huyền chế dược trực tiếp mua sắm, hoặc là đặt trước. Tu vi đột phá, tâm tình thật tốt, Trương Huyền nói. Lộ mặt xong, giới thiệu cũng giới thiệu xong. Nguyện lực cũng tăng lên nhiều như vậy, Trương Huyền giao chuyện còn lại cho Tề Linh Nhi, bản thân thì ngồi thần thú phi hành lần nữa trở lại chỗ ở. Tuy là một vố lớn, nhưng hắn không phải người thích khoe khoang, từ trước tới nay khiêm tốn kín đáo, mục đích đạt đến, không cần thiết tiếp tục lưu lại bên ngoài. Trở lại chỗ ở, vừa mới ngồi xuống, Tôn Cường liền đến trước mặt. Thiếu gia, bên ngoài có người tên Phù Giang Thần cầu kiến. Mau mời. Trương Huyền vội vàng đứng lên. Vừa rồi mọi người thảo luận, hắn cũng biết thân phận vị này, huống chi đối phương còn giúp mình. Không có hắn trợ giúp, phá trướng đan không có khả năng để cho người ta công nhận nhanh như vậy. Trương đan sư. Đi vào phòng, phân chủ khách ngồi xuống, Phù Giang Thần tò mò quan sát thanh niên trước mắt. Đối phương giấu giếm rất tốt, người khác nhìn không ra, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, thực lực đã đạt đến thiên thần thượng phẩm. Trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, so với bản thân, chỉ sợ cũng không hề yếu. Thực lực, thủ đoạn luyện đan, phương pháp vận hành buôn bán. Không có chỗ nào không thể hiện ra ưu tú. Phù đan sư có thể đến, thật để ta thụ sủng nhược kinh. Trương Huyền khách khí nói. Đều là luyện đan sư, không cần khách sáo như thế, lần này tới, ta chỉ muốn cùng Trương đan sư nghiên cứu thuật luyện đan. Phù Giang Thần nói, là vinh hạnh của ta. Trương Huyền gật đầu, thuật luyện đan bác đại tinh thâm, thời điểm hắn ở danh sư đại lục đã đi đến đỉnh phong, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, lúc này trò chuyện, bất luận loại đan dược nào, đều có thể dễ như trở bàn tay giải thích ra, cử trọng nhược khinh. Chỉ chốc lát, Phù Giang Thần liền khâm phục, hận không thể tại chỗ bái sư. Thần giới người người đều nói hắn là luyện đan sư thứ nhất. Trên thực tế chính hắn rõ ràng, hiểu luyện đan xa xa không có đi đến đỉnh phong nhất. Trước đó từng gặp mặt Thiên Túng Đại Đế, nghiên cứu thảo luận qua kỹ. Nghệ luyện đan,
biết đối phương ở luyện đan đạt thành tựu cao, khoáng tuyệt cổ kim, không người có thể địch. Lúc này thông qua xâm nhập giao lưu, đột nhiên phát hiện, thanh niên trước mắt này lại không kém gì đối phương. Chừng 20 tuổi, kỹ nghệ luyện đan có thể so với Thiên Túng Đại Đế. Đến cùng làm sao học? Không biết Trương đan sư có phá trứng đan không, bán cho ta mấy viên được không? Ta nguyện ý giá gốc mua sắm. Lại trò chuyện một hồi, Phù Giang Thần mang theo lúng túng nói. Đây mới là mục đích chủ yếu của hắn tới. Bên ngoài hết thảy bán ra 100 viên, thân là luyện đan sư nổi danh nhất thần giới, chạy tới cùng người khác cướp, khẳng định không thích hợp, cho nên mới đến nơi đây, hy vọng có thể mua mấy viên. Không vì đột phá cảnh giới, mà vì có thể nghiên cứu. Chuyện này có khó khăn gì? Trương Huyền khoát tay áo, Tôn Cường lập tức đi vào trước mặt, đưa tới một bình ngọc. Phù Giang Thần mở nắp bình ra, nhìn thấy bên trong thả 10 viên đan dược. Kích động đến vẻ mặt đỏ lên, đưa tới một cái thẻ. Đây là 15 vạn thần tệ. Tiền ta không có hứng thú, không biết phù đan sư có thần nguyên đan tuyệt phẩm không? Có thể bán cho ta một ít hay không? Trương Huyền cười cười. Thần nguyên đan thượng phẩm đối với hắn, hiện tại hiệu quả không lớn, muốn đột phá đến thần vương cảnh, thần nguyên đan tuyệt phẩm là đồ vật tốt nhất. Chỉ bất quá loại đan dược này vô cùng chân quý, đối với thần vương phong hào cũng có hiệu quả, muốn mua, giá cả đắt không nói, còn rất khó mua được. Nếu vị trước mắt này là luyện đan sư thứ nhất thần giới, nhất định có thể luyện chế thần nguyên đan tuyệt phẩm. Mua nhiều một chút, về sau tu luyện liền có thể giảm bớt không ít phiền phức, có lẽ có thể thuận lợi đột phá thần vương, chân chính đứng ở đỉnh phong nhất của thần giới. Thần nguyên đan tuyệt phẩm, có. Phù Giang Thần sững sờ, sau đó gật đầu. Loại đan dược cấp bậc này, thần giới có thể luyện chế ra không cao hơn hai tay, nhưng hắn đúng lúc ở trong đó, hơn nữa bài danh rất cao. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc. Loại đan dược này cấp bậc rất cao, dược liệu cũng chân quý, cho dù là ta, luyện chế một viên cũng cần tiêu phí rất nhiều, trong tay chỉ có 3 viên mà thôi. Đủ rồi. Nghe được chỉ có ít như vậy. Trương Huyền có chút thất vọng, bất quá vẫn cười cười, tiện tay nhận lấy, thuận tiện gọi Tôn Cường một tiếng. Đây là 290 vạn thần tệ, xin nhận lấy. Tôn Cường đi vào, đưa tới một cái thẻ. Giá cả của thần nguyên đan chênh lệch gấp 100 lần, hạ phẩm, 1 viên thần tệ mua 1 viên, trung phẩm 100, thượng phẩm 1 vạn. Mà đến tuyệt phẩm, 100 vạn thần tệ mới có thể mua được 1 viên, hơn nữa có tiền mà không mua được. Nguyên nhân chính là như vậy, phá trứng đan bán ra 15.000 thần tệ, thoạt nhìn rất đắt, trên thực tế giá cả không tính quá cao. Phù Giang Thần bảo Chu Phong tiếp lấy, không nói thêm lời, đứng dậy cáo từ. Phù đan sư xin chậm. Trương Huyền cũng đứng lên. Không biết Trương đan sư còn có gì dặn dò. Phù Giang Thần nghi ngờ nhìn qua. Dặn dò không dám nhận. Trương Huyền gật đầu. Phù đan sư thân là cường giả thần vương. Càng là luyện đan sư nổi danh thần giới, hẳn đi qua rất nhiều nơi của thần giới, biết rất nhiều chuyện. Tại hạ vừa vặn có chuyện muốn hỏi thăm. Sự tình Lạc Nhược Hy, người khác không biết, vị trước mắt này có lẽ có thể biết một ít. Luyện đan sư, hơn nữa còn là cường giả có thể luyện chế ra thần nguyên đan tuyệt phẩm, đi tới bất kỳ địa phương nào cũng sẽ nhận được tôn trọng, trở thành khách quý. Tìm hiểu tin tức mà nói, khẳng định biết càng nhiều. Trương đan sư có chuyện gì hỏi thăm là được, chỉ cần ta biết, khẳng định nói rõ sự thật. Phù Giang Thần cười cười. Mấy ngàn năm qua, vào Nam ra Bắc, bí mật thần giới vẫn biết không ít. Tại hạ muốn hỏi thăm một người, đoán không sai, thực lực hẳn không thua kém thần vương, nàng gọi. Lạc Nhược Hy. Trong mắt Trương Huyền tràn đầy mong đợi. Lạc Nhược Hy. Phù Giang Thần nhíu mày. Cường giả thần vương của Cửu Thiên. Ta đều có nghe nói, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này. Cửu Thiên Thần Vương tổng cộng chừng 100 người, hắn hầu như đều nghe qua, cái tên này, tuyệt đối không phải một trong số đó. Trương Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ đoán sai, thực lực của Lạc Nhược Hy không phải là Thần Vương, mà giống như mình, chỉ là Thiên Thần Thượng Phẩm. Còn Thần Vương Phong Hào hoặc Đế Quân, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vâng. Phù Giang Thần nhìn qua. Nếu như nghe qua, ta khẳng định biết.
Nàng từng nói với ta, mình là linh thần. Trương Huyền tiếp tục nói. Cái tên Lạc Nhược Hy này, đã từng suy đoán qua là giả, hiện tại xem ra hẳn không sai. Linh thần. Đồng tử Phù Giang thần co rụt lại, tràn đầy khó tin. Là chính miệng nói cho, hay là tin đồn? Đương nhiên là nghe nàng chính miệng nói. Trương Huyền nói. Lạc Nhược Hy là linh thần, hắn chuyên môn hỏi thăm qua, đối phương cũng thừa nhận, xem như chính miệng nói ra. Lúc nào? Tựa hồ nghe được sự tình khó tin gì, Phù Giang thần hô hấp dồn dập. Đại khái, hơn một tháng trước, tính toán thời gian thần giới, Trương Huyền nói. Sau khi cùng Lạc Nhược Hy tách ra, trải qua thượng thương đi vào thần giới, chuyển đổi thành thời gian thần giới, không đến một ngày, cho nên tổng cộng chỉ có một tháng. Hơn một tháng trước, cái này sao có thể? Phù Giang thần không ngừng run rẩy, âm thanh trở nên khàn khàn. Vì sao không có khả năng? Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền nghi hoặc hỏi. Bởi vì, linh thần ở hơn 40 năm trước. Thân thể Phù Giang thần cứng ngắc, âm thanh phát run, không có một chút trầm ổn của cường giả thần vương. Đã chết. Hết chương 3814. Chương 3815. Tục danh của cửu đế. Đầu óc Trương Huyền ong ong, nhưng nghĩ đến cái gì nói. Hơn 40 năm trước chết rồi. Cái này sao có thể? Có thể linh thần là xương hào truyền thừa hay không? Ta muốn tìm chính là linh thần tân nhiệm. Lạc Nhược Hy cùng mình hơn một tháng trước mới tách ra, làm sao có thể chết ở hơn 40 năm trước? Cũng không thể ở chung chính là quỷ hồn nha. Nếu đoán không sai, linh thần hẳn chỉ là danh hào, đời trước vẫn lạc, đời tiếp theo kế vị cũng sử dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, Ngột Thần là thần Dung Hoàng, Lưu Dương cũng là thần Dung Hoàng. Cái này, còn có thể kế nhiệm. Phù Giang thần sửng sốt. Không nên a hát, nếu quả thật có loại tình huống này, toàn bộ thần giới khẳng định đã sớm biết, không có khả năng không có tin tức. Toàn bộ thần giới đều có tin tức. Trương Huyền càng thêm mê hoặc, nghi vấn hỏi. Địa vị của linh thần rất cao sao? Coi như thần vương phong hào thay đổi, cũng không có khả năng khoa trương, làm cho cả thần giới đều biết đi. Một trong cửu thiên cửu đế, người nói địa vị có cao hay không? Phù Giang thần cười khổ. Trương Huyền cứng đờ. Người nói Lạc Nhược Hy, linh thần là một trong cửu đế. Đã sớm suy đoán thân phận của bạn gái khả năng không đơn giản, địa vị cũng rất cao, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, là một trong cửu thiên cửu đế. Siêu cấp cường giả đỉnh phong nhất thần giới. Đây cũng quá rung động đi. Đầu choáng váng, Trương Huyền cảm giác có chút mộng ảo, nếu như là thật, cũng rõ ràng vì sao đối phương sống chết không nói ra thân phận của mình, vừa mới bắt đầu cũng không nguyện ý cùng mình ở chung. Loại thân phận này, cho dù là người kế nhiệm, cũng thực quá cao, căn bản không phải một phàm nhân hạ giới có thể ghép đôi. Vâng. Phù Giang thần gật đầu. Không biết, là đại đế nào trong cửu thiên? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Biết cửu thiên có 9 vị đế quân, nhưng không rõ ràng, không biết Lạc Nhược Hy là trưởng khống giả thiên nào, hiểu rõ cũng dễ chạy tới tìm kiếm. Ngươi không biết. Thấy vị trước mắt này không giống giả bộ, là thật không rõ. Phù Giang thần cười khổ một tiếng, lắc đầu. Linh thần đương nhiên là chúa tể của Linh Nguyên Thiên. Linh Nguyên Thiên. Trương Huyền sửng sốt, nghĩ đến cái gì, thân thể cứng đờ. Ngươi nói là, bất tử thiên, bất tử đế tôn. Đúng vậy. Phù Giang thần gật đầu. Cái này. Trương Huyền bối rối. Linh thần là bất tử đế tôn. Nhưng bất tử đế tôn rõ ràng đã chết. Thượng thương còn nhìn thấy qua phần mộ của hắn. Chẳng lẽ, sau khi bất tử đế tôn chết, Lạc Nhược Hy kế vị, biến thành linh thần mới. Chần chờ không bao lâu, tâm niệm khẽ động, nghĩ đến một đáp án có khả năng nhất. Nếu nàng là linh thần, bất tử đế tôn cũng thế. Chỉ có loại tình huống này có thể giải thích. Ta cũng không biết. Phù Giang thần dừng lại một chút, mặt mũi xấu hổ nói. Có điều, cũng không tiện nói. Đi đến đế quân, không phải chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán. Bởi vì từ khi cửu thiên tồn tại, đế quân chưa hề vẫn lạc qua, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, có người kế. Nhiệm hay không, người kế nhiệm là ai, ai cũng không biết. Lại hỏi thăm vài câu,
thấy hắn đối với linh nguyên thiên biết cũng không nhiều, Trương Huyền không hỏi thêm nữa, suy nghĩ một chút nói. Không biết chín vị đế quân là những ai? Kiến thức về cửu thiên cửu đế, trên thư tịch không có ghi chép, mình hiểu rõ sự tình là vừa tới thần giới, từ trong miệng Mạc Vân lão sư biết sơ sơ, nếu vị trước mắt này rất hiểu thần giới, vừa vặn cẩn thận hỏi thăm một chút. Đây không tính là bí mật gì, hơi tìm hiểu đều có thể biết. Thấy hắn hỏi thăm cũng không phải cơ mật không thể nói gì, Phù Giang thần cũng không giấu giếm, nói. Cửu thiên ngươi hẳn phải biết, ta cũng không muốn nói nhiều, còn cửu đế. Vân Ly đại đế, tọa trấn Vân Ly thiên ở phía đông, chính là huyết mạch chân long, thiên hạ vô song. Phù Mãnh đế quân vũ dũng vô địch, trưởng khống canh kim thiên ở phương tây. Linh Nguyên thiên, cũng gọi bất tử thiên, nằm ở chính nam thần giới, trưởng khống giả là bất tử đế quân, cũng gọi linh nguyên chi thần, tên gọi tắt là linh thần. Phương Bắc là huyền minh thiên, cũng gọi huyền minh hải, là một đại dương to lớn, cường giả thần vương tiến vào bên trong, cũng sẽ rơi vào trong đó, mãi mãi tìm không thấy giới hạn. Trưởng khống giả là huyền minh đại đế. Liệt dương thiên nằm ở phía đông nam thần giới, trước dương đại đế quản lý mặt trời trên bầu trời, chỗ đến, tựa như liệt diễm thiêu đốt, không người có thể đối kháng. Đông Bắc kiếm thần thiên, là chỗ thần bí nhất, địa phương quản lý khống chế cũng không rộng, nhưng không có phương thiên địa nào dám đi tìm phiền toái. Có truyền ngôn nói, kiếm thần đại đế trong kiếm lư, cho dù ở trong cửu đế, cũng nằm ở đỉnh phong nhất, trừ vị kia ở tự tại thiên, không người có thể chống lại. Tây Nam Linh Lung thiên, hiện tại phần lớn thời gian ta đều ở nơi đó. Linh Lung tiên tử là nữ đế duy nhất trong cửu đế mà ta biết rõ, bái kiến nàng vài lần, không có chút kiêu căng nào, làm người ta ngưỡng mộ. Tây Bắc thần giới, chính là nơi này, U Hồn Thiên. Đế quân của U Hồn Thiên là Càn Khôn Ma Quân, cái này không cần ta giới thiệu a. Tám thiên trấn thủ tám phương hướng, còn ở chính giữa là Tự Tại Thiên, vị đế quân kia cụ thể loại hình dáng nào, ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua tin đồn. Thậm chí xưng hô cũng không biết được, không dám thảo luận. Chỉ biết thực lực sâu không lường được, tám đế khác đều lấy vị kia vi tôn. Rất nhanh, Phù Giang thần giới thiệu cửu thiên cửu đế một lần. Vân Ly đại đế, Phù Mãnh đế quân, Trước Dương đại đế. Trong lòng thì thầm tên chín vị đế quân một lần, triệt để ghi nhớ, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nhược Hy, tự xưng linh thần, cũng chính là linh nguyên chi thần. Xem ra có thể là người thừa kế của bất tử đế quân. Muốn xác định, chỉ có thể mau chóng đi Linh Nguyên Thiên xem một chút. Bất quá Linh Nguyên Thiên ở chính Nam Thần Giới, mà U Hồn Thiên ở Tây Bắc Thần Giới, khoảng cách rất xa, chỉ sợ còn cần truyền tống trận mới có thể đến. Nếu như Trương Đan Sư không có chuyện gì khác, tại hạ liền cáo từ. Nói xong cửu thiên cửu đế, ở dưới Trương Huyền hỏi thăm, Phù Giang Thần lại nói một ít. Bí mật có thể nói ra, toàn bộ giới thiệu xong, lúc này mới đứng dậy. Đa tạ Phù Đan Sư nói cho biết. Trương Huyền khom người. Dính dáng cửu đế, rất nhiều người đều không nguyện ý nói nhiều, vị. Trước mắt này có thể nói nhiều như vậy, đã tận tình tận nghĩa. Trương Đan Sư khách khí, người tuổi còn trẻ liền đi đến thiên thần thượng phẩm, còn luyện chế ra phá trướng đan, mỹ dung đan, đột phá thần vương là chuyện ván đã đóng thuyền. Những tin tức này coi như ta không nói, về sau cũng sẽ biết. Về sau người ta, khả năng tiếp xúc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói. Phù Giang Thần cười nói. Tình huống bình thường, dính dáng cửu thiên cửu đế, quả thực không nhiều người dám nói, nhưng vị trước mắt này, bất luận thực lực, tiềm lực hay thuật luyện đan, đều không kém mình bao nhiêu, về sau vô cùng có khả năng ngồi ngang hàng, thậm chí mạnh hơn một bậc. Chờ đến lúc đó lấy lòng, không bằng hiện tại kết giao. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vượt xa dệt hoa trên gấm. Hết chương 3815. Chương 3816. Đại Na Di truyền tống trận. Phù Giang Thần rời khỏi, Trương Huyền cũng không sốt ruột làm ra quyết định, mà như có điều suy nghĩ. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai phương hướng, thứ nhất, đi Linh Nguyên Thiên tìm kiếm Lạc Nhược Hy, nói cho nàng. Mình đã vào thần giới, hơn nữa đạt đến thiên thần thượng phẩm, tuy cách đế quân không biết bao xa, nhưng chỉ cần kiên trì, thêm vào thư viện gian lận, khẳng định càng ngày càng gần, cũng không tính môn không đăng hộ. Không đối. Thứ hai, ở lại chỗ này,
tiếp tục bán phá trứng đan, mỹ dung đan, mở rộng lực ảnh hưởng, để nhiều người biết được hơn nữa, hấp thu càng nhiều nguyện lực, tranh thủ sớm ngày đột phá thần vương phong hào, thậm chí giống như Khổng Sư, xung kích đế quân. Chỉ có ngồi ngang hàng đối phương, nắm giữ thực lực tương đồng, mới không có bất kỳ trở ngại nào, lại không người dám nói cái gì, chân chính quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Nếu không, tu vi hiện tại coi như tìm được đối phương, cũng không dám công khai. Chỉ là, tin tức phá trứng đan, mỹ dung đan trước đó liền truyền ra ngoài, còn muốn mở rộng ảnh hưởng, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Tuy nguyện lực theo ba loại đan dược công bố đến bây giờ, không ngừng tăng thêm, nhưng tốc độ tăng tiến đã dần dần suy yếu, hơn nữa tu vi đến thiên thần thượng phẩm, nhu cầu về hồn lực cực lớn, cho dù loại tốc độ này không suy giảm, muốn linh hồn đi đến đỉnh phong, nắm giữ năng lực xung kích thần vương, không có một hai tháng là không cách nào làm được. Trước tiên không nói, không có lĩnh ngộ công pháp thần vương, coi như thành công, trong thời gian ngắn muốn đột phá, cũng không có bất kỳ khả năng. Thần vương cũng khó khăn như vậy, đi đến đế quân, còn phải muốn chờ mấy năm. Quá chậm, Trương Huyền tràn đầy buồn phiền. Không biết chỗ ở cụ thể của đối phương thì thôi, đã biết, ở đâu còn có thể nhịn được. Đi Linh Nguyên Thiên, trước gặp được nàng lại nói. Lông mày Trương Huyền dương lên. Mặc dù không biết tại sao bất tử đế quân vẫn lạc, nhưng xem như truyền nhân của hắn, cho dù Lạc Nhược Hy là đế quân cao quý, cũng chưa chắc an toàn như vậy, nhất định phải tìm được đối phương, thật có khó khăn gì, cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Làm ra quyết định, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vừa định đi ra ngoài, chỉ thấy Tề Linh Nhi đi vào. Trương Thiếu, 100 viên phá trứng đan đã bán xong, 3.000 viên mỹ dung đan cũng đã bán sạch, còn tụ thần hoàn, đang chờ. Trương Huyền chế dược khai trương, lại chính thức bán ra. Tụ thần hoàn nhằm vào người bình thường, cần thời gian lên men mới có thể sinh ra hiệu quả lớn hơn, hiện tại liền bán, mọi người lập tức nhận được, cảm giác mong đợi sẽ ít đi, ngược lại không bằng 3 ngày sau lại bán, sinh ra nguyện lực càng lớn. Trương Huyền gật đầu hỏi. Ta ý định đi Linh Nguyên Thiên một chuyến, chuyện nơi đây, ngươi và Tôn Cường nhìn xử lý là được. Chuyện làm ăn, có nàng và Tôn Cường xử lý, không có gì có thể lo lắng, bản thân vẫn là nghĩ làm sao tìm Lạc Nhược Hy đi. Đi Linh Nguyên Thiên, Tề Linh Nhi sững sờ. Thiếu gia đi như thế nào? Ngồi thần thú phi hành mà nói, khoảng cách xa như vậy, chỉ sợ cần mấy năm. U hồn thiên ở Tây Bắc thần giới, mà Linh Nguyên Thiên lại ở chính Nam, khoảng cách không biết bao nhiêu. Không phải có thể dùng truyền tống trận sao? Trương Huyền nói. Thời điểm tới Dạ Minh Thành, liền dùng cái này, vì sao đối phương lại có nghi vấn? Cái truyền tống trận kia, chỉ có thể sử dụng ở trong phạm vi U hồn thiên, cũng gọi là tiểu Na Di truyền tống trận, muốn đi Linh Nguyên Thiên, cần đại Na Di truyền tống trận có thể đột phá chư thiên. Mà loại truyền tống trận này, muốn sử dụng cũng không dễ dàng như vậy. Thấy hắn không biết, Tề Linh Nhi giải thích. Đại Na Di truyền tống trận. Trương Huyền thật đúng là không biết. Cửu thiên cửu đế quản lý thần giới, tương đương với 9 quốc gia, mỗi một quốc gia đều có biên cảnh, làm sao có thể để cho người ta tùy tiện đi vào, huống chi là sử dụng truyền tống trận. Thật muốn không có chút đề phòng nào, người thế lực lớn mỗi bên nghiền ép lẫn nhau. Đoán chừng cửu thiên đã sớm hỗn loạn. Tề Linh Nhi giải thích. Cửu thiên giống như 9 đế quốc, cùng một quốc gia, có thể tùy tiện truyền tống, chỗ khác làm sao có thể tùy ý đi vào, vạn nhất là kẻ địch, chẳng phải tương đương mở cửa sau cho đối phương. Đã có đại Na Di truyền tống trận, khẳng định sẽ có cách sử dụng. Trương Huyền hỏi. Là có phương pháp sử dụng, theo ta được biết thì có 3 cái. Tề Linh Nhi nói. Thứ nhất, trở thành thần vương hoặc 30 vị trí đầu ở trên thần vương tiềm lực bảng, hơn nữa nắm giữ chức nghiệp đặc thù phi chiến đấu, hơn nữa đi đến đỉnh phong nhất của thần giới, giống như Phù Giang thần đại tông sư, không chỉ là thần vương, còn là đại tông sư. Luyện đan, cho dù trên danh nghĩa ở Linh Lung Thiên, nhưng vẫn có thể xuyên tới xuyên lui trong phạm vi cửu thiên, mà không bị trở ngại. Thứ hai, trở thành sứ giả của U Hồn Thiên đi Linh Nguyên Thiên. Loại sứ giả này, kém cỏi nhất cũng là kim giáp tướng quân, hơn nữa còn phải có đủ công lao và được Càn Khôn Ma Quân bổ nhiệm. Thứ ba,
nắm giữ chứng nhận đặc cách của Tự Tại Thiên, sở dĩ mệnh danh của Tự Tại Thiên ở trên tám thiên khác, chính là bởi vì bọn họ có chứng nhận đặc cách, mặt khác có thể tùy ý sử dụng truyền tống trận, tiền đề giống như điều thứ nhất, thần vương hoặc 30 vị trí đầu trên thần vương tiềm lực bảng, nếu không truyền tống trận mở ra, lực lượng không đủ, rất dễ dàng bị không gian ép thành mảnh vỡ. Ba loại này, bất luận loại nào, thực lực cũng cực kỳ quan trọng, kém cỏi nhất cũng là thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Thực lực của Trương Thiếu. Tề Linh Nhi không có nói tiếp. Vị trước mắt này tu vi nàng là tận mắt thấy, vừa gặp mặt thần linh hạ phẩm, tiếp đó một đường tăng lên, đạt đến thiên thần hạ phẩm. Bị kích thích, nàng cũng cố gắng tu luyện. Ở gia tộc địa vị tăng thêm, những ngày này vô số tài nguyên trong tộc cung cấp, cũng chỉ là củng cố thiên thần hạ phẩm một ít, khoảng cách đột phá trung phẩm còn không biết năm nào tháng nào, chắc hẳn đối phương cũng như vậy. Thiên thần không phải thần linh, mỗi một tiểu cấp bậc, độ khó lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như vậy, coi như nắm giữ cơ hội có thể truyền tống, bản thân cũng không chịu nổi. Dù sao tiểu Nazi truyền tống trận liền cần lệnh bài thành chủ bảo vệ, cái sau uy lực mạnh hơn, tuyệt đối không phải người nào cũng có thể xử. Dụng, thực lực của ta, đã đến thiên thần thượng phẩm. Trương Huyền nói xong, lực lượng trong cơ thể không còn trói buộc, lập tức triển lộ ra. Hắn từ trước tới nay khiêm tốn, sau khi đột phá, cũng không nói cho những người khác, đổi lại thần vương, khả năng nhìn ra được tu vi thật sự, nhưng thiên thần hạ phẩm không nhận ra cũng bình thường. Ngươi, khí tức thiên thần thượng phẩm thả ra, lực áp bách to lớn để Tề Linh Nhi kìm lòng không được lui về sau một bước, hai mắt trợn tròn xoe, cả. Ngươi triệt để bối rối, không ngừng run rẩy, che ngực, trái tim thình thịch nói không ra lời. Quá đả kích, lần đầu tiên gặp mặt, ở chợ đen của Dã Minh Thành, tu vi của đối phương kém xa nàng, kết quả ngắn ngủi chừng 10 ngày, liên tục đột phá 6 đại cấp bậc. Cái tốc độ tu luyện này, còn là người sao? Về sau không thể cùng tên này nói chuyện tu luyện và thực lực, nếu không trái tim chịu không được. Hết chương 3816. Chương 3817. Thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Làm sao? Loại thực lực này không đủ, nhất định phải đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong mới được. Thấy đối phương không muốn nói, Trương Huyền nhíu mày. Có thể ở trên thần vương tiềm lực bảng đạt xếp 30 vị trí đầu, nhất định đều là thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, nếu không làm sao có thể trổ hết tài năng. Tề Linh Nhi đè nén buồn bực, gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Náo loạn nửa ngày, vị trước mắt này cũng mới đột phá thiên thần thượng phẩm, không có đi đến đỉnh phong. Thật sự là dọa chết người. Thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, kết nối thần vương, mặc dù chỉ là tiểu cảnh giới, nhưng trong đó cần năng lượng thực quá nhiều, rất nhiều người tiêu phí trăm năm, mấy trăm năm cũng không thể thành công. Bởi vậy dù đối phương cũng là thiên thần thượng phẩm, nhưng cách có thể đạt được thứ tự ở trên thần vương tiềm lực bảng, còn khoảng cách rất xa, không có nhiều năm khổ tu là không thể nào làm được. Sở dĩ Tề Dược có thể xếp tới thứ 6. Là bởi vì Tề gia tiêu phí vô số đánh đổi, dù vậy cũng tiếp cận 10 năm mới từ thiên thần thượng phẩm sơ. Kỳ đi đến thực lực bây giờ. Như vậy sao? Nghe được nhất định phải là thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, Trương Huyền lộ ra vẻ làm khó, một lát sau than thở một tiếng. Xem ra chỉ có thể sử dụng. Nói xong cổ tay khẽ đảo, một viên đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính là thần nguyên đan tuyệt phẩm mới mua sắm của Phù Giang Thần. Thần nguyên đan thượng phẩm phổ thông đối với hắn hiệu quả đã không lớn, cũng chỉ có thứ này, mới có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Nhét thần nguyên đan tuyệt phẩm vào trong miệng. Trương Thiếu, ngươi là muốn làm. Thấy hắn ở trước mặt mình uống thuốc, Tề Linh Nhi triệt để bối rối. Ngươi đây là muốn làm gì? Sẽ không muốn nói cho ta biết, muốn đột phá thiên thần thượng phẩm đỉnh phong chứ? Người khác xung kích, đều là từng giờ từng phút tích lũy. Từ từ củng cố, ở trước mặt uống thuốc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không cần bế quan, không cần điều chỉnh trạng thái, không cần sớm chuẩn bị? Đang muốn hỏi thăm rõ ràng, chỉ thấy con mắt đối phương đóng một cái, lần nữa mở ra. Được rồi, hiện tại đã là thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Ầm ầm, kèm theo lời nói, một cỗ khí tức vô địch bừng lên, cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt, giống như muốn nghiền thành bột phấn. Cái này,
cái này. Tề Linh Nhi điên rồi. Từ khi ngươi nuốt đan dược đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, ta hết thảy mới nói 6 chữ. Không cao hơn 3 cái hô hấp, tề dược tiêu phí hơn 10 năm mới hoàn thành, ngươi liền hoàn thành. Tề Linh Nhi che ngực, chỉ cảm thấy trái tim càng đau. May mắn tề dược không có ở nơi này, thật ở trước mặt mà nói, đoán chừng sẽ bị đả kích nghi ngờ nhân sinh. Quá làm người tức giận. Không cần tu luyện như vậy à. Thế nào, thực lực bây giờ đủ chưa? Lại không đủ mà nói, hoàn toàn có thể đợi một đoạn thời gian, chờ linh hồn cũng tăng đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong lại nói. Trương Huyền nói, chân khí và thân thể của hắn đều đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, nhưng linh hồn còn không có đến, còn cần nguyện lực ủng hộ và tích lũy. Không cần. Sợ vị trước mắt này lại dùng thủ đoạn gì, một cái nháy mắt linh hồn cũng đột phá. Đến thời điểm đó đả kích không cách nào nói chuyện, tề. Linh Nhi vội vàng từ chối, bỏ xuống buồn bực trong lòng nói. Thực lực của Trương thiếu đủ rồi, chỉ là ta nói ba loại, đều không quá dễ dàng thực hiện. Trước tiên không nói trở thành thần vương hoặc chức nghiệp đặc thù đến đỉnh phong, chỉ nói u hồn thiên kim giáp tướng quân, cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi chứng nhận đặc cách của tự tại thiên khẳng định càng khó. Này ngược lại cũng phải. Trương Huyền gật đầu. Đối phương nói ba loại, quả thực một cái khó hơn một cái. Thực sự không được liền tiêu phí một, trong 2 tháng đột phá thần vương lại nói. Chỉ là làm như vậy thực quá chậm, thuộc về hạ sách. Trừ khi có biện pháp đêm nay hoặc trong 2 ngày đột phá. Bất quá khả năng không lớn. Bởi vì công pháp tu luyện, đến bây giờ còn không có một chút đầu mối. Hơn nữa thần vương cảnh thực quá khó khăn. Chức nghiệp đặc thù như lời ngươi nói, là những cái nào? Dừng lại một chút, Trương Huyền hỏi. Luyện đan sư, y sư, luyện khí sư, danh sư. Đều có thể, những nghề nghiệp này, không chủ tu chiến đấu, hơn nữa đối với tu luyện giả. Có trợ giúp rất lớn, không ít thế lực đều ưa thích. Tề Linh Nhi nói. Trương Thiếu có thể luyện chế ra phá chướng đan, đủ để chứng minh thuật luyện đan mạnh mẽ, nếu như có thể đi khảo hạch một chút. Có lẽ, liền có thể cầm tới thân phận chức nghiệp đặc thù, từ đó có tư cách xử. Dụng đại na di truyền tống trận. Làm sao khảo hạch? Có thể khảo hạch ở luyện đan sư công hội, khả năng cần tại chỗ. Luyện chế đan dược, chỉ cần có thể hoàn thành luyện chế thần nguyên đan thượng phẩm, hẳn là có thể thông qua. Tề Linh Nhi nói, thần nguyên đan thượng phẩm. Trương Huyền im lặng, tuy hắn có thể làm ra phá chướng đan. Mỹ dung đan, nhưng thuật luyện đan chân chính vô cùng vụng về, đừng nói thần nguyên đan thượng phẩm, hạ phẩm có thể luyện chế ra hay không còn không biết. Thật muốn khảo hạch ở trước mặt người khác, đoán chừng phương pháp luyện chế phá chướng đan sẽ lập tức lộ tẩy. Còn luyện khí, trừ viên gạch, có vẻ như không luyện chế ra được cái khác. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có danh sư và y sư tốt nhất. Nếu như ta khảo hạch y sư, cần đến loại trình độ gì? Hơn nữa làm sao khảo hạch? Trương Huyền hỏi. Khảo hạch danh sư, khẳng định sẽ móc nối với Khổng sư, thực lực của hắn bây giờ, còn không nghĩ tới sớm tiếp xúc đối phương. Sự tình ở thượng thương, đủ để lấy đó làm gương. Khảo hạch y sư. Tề Linh Nhi sững sờ. Cái này, ta còn không rõ ràng lắm, cần đi tới y sư công hội tìm hiểu. Ngươi không phải luyện đan sư lợi hại sao? Sao lại muốn khảo hạch y? Sư, chẳng lẽ, còn biết y thuật? Cùng đi đi. Thấy nàng cũng không biết, Trương Huyền dừng lại một chút nói. Dù sao coi như biết quy tắc, khẳng định cũng phải qua khảo hạch, còn không bằng cùng đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tốt. Tề Linh Nhi gật đầu. Thần giới cũng có công hội của các loại chức nghiệp, chỉ bất quá không có được coi trọng như ở danh sư đại lục mà thôi. Ở đây. Cường đại nhất vẫn là thực lực, chỉ cần có đầy đủ thực lực, những nghề nghiệp khác đều sẽ đi theo. Nguyên nhân chính là như vậy, luyện đan, y sư, luyện khí, dù cũng nhận được người khác tôn kính, nhưng địa vị không cao như ở danh sư. Đại lục. Danh sư ở nơi này, chuẩn mực cũng không bằng ở danh sư đại lục. Nhớ tới hành động của Phạm Triết lão sư trước đó, Trương Huyền than thở. Danh sư ở danh sư đại lục, không chỉ có thể chỉ điểm tu luyện. Đối với những chức nghiệp khác cũng biết rất nhiều, mỗi một dạng đều đạt đến trình độ cực cao,
mà ở đây chỉ biết giảng bài, hơn nữa sư đức cực thấp. Xem ra Khổng sư cũng không có thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất để chức nghiệp danh sư bao phủ thiên hạ, đạt được nhiều nguyện lực hơn nữa, mà không giống như ở danh sư đại lục, một bước một dấu chân. Cũng khó trách, đi vào thần giới, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên xuất hiện, liên tục khiêu chiến tám thiên tám đế, dần dần từng bước mà nói, chỉ sợ danh sư đường còn không có tạo dựng lên, đã bị thế lực khác san bằng. Hết chương 3817. Chương 3818. Tỷ thí y đạo. Y sư công hội cách rất xa, hai người ngồi thần thú phi hành hơn nửa canh giờ mới đi đến trước mặt, giống như danh sư đường, kiến trúc không hùng vĩ, cũng không huy hoàng, cho người ta một loại cảm giác như phòng khám bệnh tư nhân. Tiến vào bên trong, chỉ thấy trong đại điện chất đầy người, cả đám ăn mặc trường bào thống nhất, vẻ mặt vội vàng. Uông Thanh y sư, Nhạc Tuyền y sư, Thẩm Tử Mộc y sư. Nhìn người trong đại điện, Tề Linh Nhi nhận ra một số người, tràn đầy kỳ lạ. Những người này rất nổi danh. Trương Huyền cau mày. Xem như y sư lợi hại nhất của U Hồn Hoàng Thành. Bình thường đều có sự tình của từng người, cho dù cùng ở Hoàng Thành, cũng cả đời không qua lại với nhau, sao bây giờ đều hội tụ ở chỗ này. Tề Linh Nhi không hiểu. Uông Thanh y sư, là y sư được Tề gia bọn họ ngự dụng, chuyên môn chữa bệnh cho cao tầng Tề gia. Nhạc Tuyền là y sư được Bắc Đường gia ngự dụng, còn Thẩm Tử Mộc, xem như đứng ở trận doanh của thân đồ gia tộc. Tam đại gia tộc bên ngoài bình an vô sự, nhưng sau lưng phân cao thấp không ít, bình thường coi như y sư công hội tổ chức đại hội toàn viên, cũng tránh được thì tránh, không muốn gặp mặt nhau, lúc này lại xuất hiện cùng một chỗ, không kinh ngạc đó là giả. Tìm người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Huyền khẽ mỉm cười, tìm tới một vị y sư. Tiện tay đưa ra 10 thần tệ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Là một người trẻ tuổi, chừng 30 tuổi, thấy vị trước mắt này hào phóng như thế, nên không giấu giếm gì nói. Là tỷ thí y đạo. Tỷ thí y đạo. Trương Huyền nghi hoặc. Có tỷ thí luyện đan, tỷ thí luyện khí, y đạo cũng có thể tỷ thí. Luyện đan, người nào thời gian ngắn, dùng thuốc ít, luyện chế đan dược thành phẩm cao. Thì có thể chiến thắng, luyện khí người nào luyện chế. Vũ khí mạnh hơn một bậc, người đó càng cao minh. Y đạo làm sao so? Cũng không thể thí nghiệm thuốc ở trên người bệnh nhân nha. Ngươi là người ngoài không biết rất bình thường, tỷ thí y đạo là phương pháp y sư giao lưu kỹ nghệ trực tiếp nhất, trải qua chẩn bệnh, trị liệu, để phán đoán y thuật một người có cao minh hay không. Y sư trẻ tuổi giải thích nói. Những nghề nghiệp khác có thể phân biệt ra được mạnh yếu, y sư tự nhiên cũng có thể. Đơn thuần chờ chứng bệnh ngươi trị không được, ta lại ra tay, phải chờ. Tới năm nào tháng nào. Cho nên rất nhiều y sư vì cấp tốc nổi danh, đều sẽ tham gia loại tỷ thí y đạo này, có thể trổ hết tài năng, ai cũng sẽ thừa nhận y thuật của ngươi cao minh. Chẩn bệnh, trị liệu, thì phải có bệnh nhân, chẳng lẽ loại tỷ thí này. Còn cần sớm chuẩn bị một ít người bệnh có nghi nan tạp chứng. Hơn nữa còn phải cùng nhau chờ. Trương Huyền kỳ lạ. Thân là y sư, đối phương nói những cái kia hắn có thể rõ ràng, nhưng không có bệnh nhân, y sư mạnh hơn cũng không có khả năng làm gì. Mà một khi chuẩn bị người bệnh, dùng để tranh tài, sẽ dính dáng vấn đề nhân đạo, sẽ không đơn giản như tưởng tượng. Này thì không cần, tỷ thí y đạo có hệ thống chuyên môn. Có chút là cần bệnh nhân đặc thù, nhưng cũng có chút không cần, dù sao không có khả năng có nhiều bệnh nhân như vậy, cũng không có khả năng để bệnh nhân chờ tới thời gian tranh tài. Y sư nói, cứu người như cứu hỏa, chờ đến tuyển thủ tranh tài đến đông đủ, lại liên hợp cùng một chỗ cấp cứu, các loại dược vật thử một lần. Không chết cũng bị làm tàn phế nha, y đức ai cho phép như vậy. Tỷ thí y đạo, khẳng định hoàn toàn khác biệt tỷ thí bình thường. Vậy, Trương Huyền đang muốn hỏi thăm, cụ thể làm sao thao tác, chỉ thấy trước mắt rất nhiều y sư đồng thời xôn xao, sau đó nhìn thấy một trung niên sải bước đi về đài cao, vẻ mặt nghiêm túc. Là hội trưởng y sư công hội Tôn Tuyền. Tề Linh Nhi nhận ra được, truyền âm nói. Trương Huyền không có tiếp tục hỏi thăm, mà nhìn sang. Vị hội trưởng này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, khí tức trầm ổn giống như mình, cũng đạt tới thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Chư vị, Vân Ly Thiên Công khai khiêu chiến U Hồn Thiên ta, yêu cầu tỷ thí y thuật,
hơn nữa hạ xuống giấy sinh tử, một khi thua, y sư của U Hồn Thiên ta phải thừa nhận bọn họ càng thêm cường đại, thậm chí phái ra 10 vị y sư đứng đầu nhất đi Vân Ly Thiên miễn phí cống hiến sức lực 100 năm. Loại sự tình này, ta nhẫn không được, chư vị thì sao? Nhìn quanh một vòng, trong thanh âm của Tôn Tuyền mang theo phẫn nộ. Chúng ta cũng khẳng định không nhẫn được. Vân Ly Thiên cũng chỉ là dựa dẫm huyết mạch mà thôi, biết y thuật gì chứ? Làm sao so với chúng ta? Miễn phí cống hiến sức lực 100 năm, thật muốn như vậy, y sư của U Hồn Thiên ta sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Một hồi xôn xao, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi. Nếu tất cả mọi người nhìn không được, vậy thì chiến. Vì U Hồn Thiên, chúng ta không thể thua. Thấy mọi người đều lên cơn giận dữ, sĩ khí xúc động phẫn nộ, Tôn Tuyền gật đầu. Hiện tại ta tuyên bố, danh sách tham gia tỉ thí, hết thảy 5 cái, chọn đều là y sư nổi danh nhất U Hồn Thiên. Nếu như chư vị có dị nghị, cũng có thể đưa ra, có điều phải vượt qua người chọn lựa mới được. Mọi người đồng thời gật đầu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Y thuật cũng vậy, rất khó phân tích ra ai là thứ nhất, ai là thứ hai, nhưng ở trong một cái vòng tròn, người nào mạnh hơn một bậc, tất cả mọi người vẫn có thể có chút khái niệm. Nhận được chư vị ưu ái, cộng thêm vị y sư công hội, lần này đối phương khiêu chiến, nếu như ta không ra mặt nghênh chiến, tất nhiên sẽ bị người khác chỉ trích, cho nên ta tính một trong số đó. Tôn Tuyền nói, hội trưởng tự mình ra mặt, chúng ta không có vấn đề. Mọi người đồng thời gật đầu. Uông Thanh, Nhạc Tuyền, Thẩm Tử Mộc, có thể cống hiến tam đại gia tộc, ngay cả thần Vương Phong Hào cũng có thể trị liệu, kỹ thuật cao không thể nghi ngờ, ba người bọn họ có thể xuất chiến. Tôn Tuyền tiếp tục nói. Mọi người lần nữa gật đầu. Ba người này có thể trở thành y sư ngự dụng của tam đại gia tộc, hơn nữa rất được coi trọng, đủ để chứng minh năng lực. Có tư cách đại biểu U Hồn Thiên xuất chiến. Còn vị cuối cùng, ta muốn để chư vị đề cử một cái, nhìn xem có người thích hợp hay không. Thời gian nháy mắt xác định 4 cái, còn thừa lại danh ngạch cuối cùng, Tôn Tuyền tiếp tục nói. Thôi Tuyền mà nói, ta đề cử Trần Siêu y sư. 8 năm trước dịch bệnh xuất hiện, một mình hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mấy ngàn cường giả, công lao rất lớn, y thuật cao minh. Ta đề cử Triệu Sung y sư, những năm này chiến công của hắn chư vị. Đều có thể nhìn thấy, các loại nghi nan tạp chứng, đều có thể tùy tiện trị. Liệu, 10 năm gần đây đến cứu người không biết bao nhiêu, người người gọi là thần y. Giao chiến với Vân Ly Thiên, tuyệt đối có tư cách. Ta cảm thấy Tiền Hải y sư cực kỳ có tư chất. Tuy danh khí không vang dội, nhưng chỉ nháy mắt, phía dưới liền liệt kê ra 7-8 người ứng cử. Mỗi một cái ở U Hồn Hoàng Thành đều tên tuổi lẫy lừng, chiếm cứ một phương, được vô số người ngưỡng mộ. Đám người thảo luận, trong thời gian ngắn không quyết định được, Trương Huyền thì quay đầu nhìn về phía nữ hài trước mắt mở miệng hỏi. Trở thành một trong 5 người này, có thể có tư cách sử dụng Đại Na Di truyền tống trận hay không? Đặc biệt tới chính là nghĩ biện pháp khảo hạch tư cách dùng Đại Na Di, cục diện trước mắt, đoán chừng cũng không có người có tinh lực khảo hạch, đã như vậy không bằng tranh đoạt danh ngạch nhìn một chút. Quá sức, tư cách sử dụng Đại Na Di truyền tống trận, bọn người Uông Thanh, Nhạc Tuyền, Thẩm Tử Mộc y sư không có, toàn bộ U Hồn Thiên, chỉ có Tôn Tuyền hội trưởng có, nếu quả thật muốn lấy được. Chỉ sợ không chỉ cầm một trong 5 danh ngạch, còn phải vượt qua người Vân Ly Thiên. Để lần tỉ thí y đạo này chiến thắng. Dừng lại một chút, Tề Linh Nhi nói. Tư cách sử dụng Đại Na Di truyền tống trận, yêu cầu thứ nhất chính là thần vương. Đủ thấy độ cao. 5 vị trí đầu của một chức nghiệp liền có thể thành công, sẽ không có khó khăn như trong truyền thuyết. Khó khăn như vậy. Trương Huyền sửng sốt, trong lòng không khỏi tò mò. Sử dụng loại truyền tống trận này khó như vậy, chẳng phải biểu thị. Cửu Thiên hầu như không thể nào liên hệ. 5 vị trí đầu của một chức nghiệp cũng không thể sử dụng, chư thiên hết thảy bao nhiêu chức nghiệp. Như vậy tính toán, U Hồn Thiên không cách nào đi vào khu vực khác cũng khẳng định không có cách nào đi vào U Hồn Thiên, buôn bán phải như thế nào? Làm sao giao lưu? Như vậy thần giới chẳng phải tương đương với từng người phát triển, tựa như một đầm nước đọng sao? Sao có thể không liên hệ?
Tề Linh Nhi cười khổ lắc đầu. Ngươi cần là danh ngạch sử dụng đại na di truyền tống trận. Mà không phải danh ngạch đi vào chư thiên khác, ngồi thần thú phi hành, tùy tiện đi vào, không có người quản. Không ít thương khách không quan tâm thời gian, đều là ngồi thần thú phi hành đi. Cái này, Trương Huyền vỗ trán, cười khổ một tiếng. Đối phương nói không sai, đại na di trận pháp, truyền tống người đến hoàng thành, sào huyệt của đối phương, lúc này mới sẽ có hạn chế. Người bình thường ngồi thần thú phi hành, chậm rãi từ từ, tùy ý một thành thị khoảng cách gần cũng cần 10 ngày nửa tháng, tự nhiên không quan trọng. Thần linh phổ thông, có thể sẽ cảm thấy 10 ngày nửa tháng rất dài, nhưng đến thiên thần cảnh, tuổi thọ vượt qua 1000, tu luyện bế. Quan cũng phải mấy tháng, thậm chí mấy năm, cái gọi là thời gian sẽ không còn ý nghĩa. Nếu mọi người không cách nào đề cử ra, liền dùng phương pháp đơn giản nhất. Mấy vị y sư được chọn lựa tụ lại, tiến hành khảo hạch y sư, có thể đạt được thứ nhất, đương nhiên là y thuật cao minh nhất, sẽ đại biểu U Hồn Thiên chiến đấu với Vân Ly Thiên. Bên này giao lưu, trên đài Tôn Tuyền cũng làm ra quyết định nói. Tốt! Dưới đài đồng thời gật đầu. Mỗi người đều có y sư lợi hại trong mắt mình, chỉ bằng vào tuyển cử. Mà nói, khẳng định không chọn được, cũng tìm không ra y thuật cao minh chân chính. Như vậy còn không bằng trực tiếp tỉ thí y đạo. Ai có thể trổ hết tài năng, người đó liền cường đại nhất, không thể nghi ngờ. Mời chư vị muốn tham gia đi vào đài cao. Thấy mọi người đồng ý, Tôn Tuyền nói. Rất nhanh, mấy vị y sư được chọn lựa đi tới, hết thảy 8 vị, đều là y. Sư tên tuổi lẫy lừng của U Hồn Hoàng Thành, mỗi một người đều có công lao để cho người ta ngưỡng mộ. Còn có người nguyện ý khiêu chiến không? Chỉ cần có thể vượt qua mấy người bọn hắn, đồng dạng có cơ hội đại biểu U Hồn Hoàng Thành xuất chiến. Tôn Tuyền lần nữa nhìn về phía mọi người nói. Trương Thiếu, ngươi có muốn tham gia hay không? Tề Linh Nhi nhìn lại. Vị trước mắt này y thuật cao thấp, nàng không có biết chút nào, nhưng thân có huyết mạch đế quân, nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể hỏi thăm một chút, nhìn thái độ của đối phương. Hết chương 3818. Chương 3819. Không có tư cách. Đương nhiên muốn tham gia. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Mục đích tới đây đúng là vì thu hoạch danh ngạch đại na di truyền tống trận, không tham gia tỉ thí mà nói, khẳng định vô duyên với danh ngạch. Vậy được. Thấy hắn trả lời, Tề Linh Nhi tiến về phía trước một bước. Thiếu gia của chúng ta cũng muốn tham gia. Thanh âm của nàng vang dội, lại thêm trưởng khống rất nhiều công việc của Tề gia. Tự nhiên sinh ra khí chất để cho người ta khó mà cự tuyệt, âm thanh mới ra, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt tập trung đến. Linh Nhi tiểu thư, ngươi. Trên đài, Uông Thanh y sư nghi ngờ nhìn lại. Thân là y sư ngự dụng của Tề gia thay đổi nhân sự hắn tự nhiên rõ ràng, cũng đã gặp Tề Linh Nhi vài lần, biết hiện tại rất được coi trọng. Thiếu gia trong miệng nàng, chẳng lẽ là mấy vị nổi danh kia trong Tề gia? Chỉ là mấy vị này, hắn nhìn lớn lên, cũng không nghe nói qua có người hiểu y thuật. Tràn đầy kỳ lạ nhìn sang, nhìn quanh một vòng, cũng không tìm tới khuôn mặt quen thuộc. Không biết thiếu gia ngươi nói là. Lại nhìn không được hỏi. Chính là vị Trương Huyền thiếu gia này. Tề Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Huyền. Chẳng lẽ là, Trương Huyền luyện chế phá trướng đan. Chính là hắn, buổi trình diễn trước đó ta tham gia. Tận mắt nhìn thấy. Đừng nói, thật đúng là hắn, chỉ là, hắn không phải luyện đan sư sao. Chạy đến nơi đây tham gia y sư tỉ thí, tính là gì chuyện? Y sư và luyện đan sư là hai chức nghiệp khác nhau a hát. Phá trướng đan và mỹ dung đan đều có hiệu quả chữa trị ám thương, có thể liên quan đến y thuật hay không? Cái tên Trương Huyền này, kèm theo mỹ dung đan truyền toàn bộ. Hoàng Thành, hầu như người người đều biết. Y sư công hội cũng không ngoại lệ. Chỉ là vị này là luyện đan sư, không đi luyện đan sư công hội, chẳng lẽ y thuật cũng rất cao minh. Ngươi là y sư. Tôn Tuyền nhíu mày nhìn lại. Nhìn qua một ít sách y học. Trương Huyền gật đầu. Có chứng nhận y sư không? Tôn Tuyền nói. Cái này. Trương Huyền sững sờ. Tạm thời còn chưa có đi khảo ác năm. Hắn khảo hạch qua y sư cửu tinh ở danh sư đại lục. Có điều loại thân phận này ở đây khẳng định không cách nào dùng. Chuyện cười. Tôn Tuyền vẫy tay.
không có chứng nhận y sư, làm sao đại biểu y sư của U Hồn Thiên cùng đối phương tỉ thí? Là cười nhạo U Hồn Thiên chúng ta không người sao? Ta tinh thông y thuật, không có chứng nhận y sư thi một cái là được, hẳn tiêu phí không được bao lâu nha. Trương Huyền nhíu mày. Thi một cái là được. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho một người vừa cầm tới chứng nhận y sư, đại biểu U Hồn Thiên tỉ thí. Sắc mặt Tôn Tuyền tái xanh, bàn tay lớn vẫy một cái. Lại nói, tất cả chúng ta đều ở nơi này chuẩn bị cùng đối phương huyết chiến, không có người khảo hạch chứng nhận y sư, cho dù ngươi có năng lực, ngày hôm nay cũng không phải thời điểm. Trương Đan Sư, ngươi luyện chế Mỹ Dung Đan, phá trướng đan, quả. Thực rất lợi hại. Nhưng y sư không phải luyện đan, cứu người không phải chế thuốc. Luyện đan sai, nhiều nhất tìm kiếm dược liệu lần nữa, chữa người chết rồi, thì không thể phục sinh. Chúng ta biết hảo tâm của ngươi, muốn hỗ trợ đẩy lùi người Vân Ly Thiên, nhưng ngươi thật sự không thích hợp. Ngươi ở phương diện luyện đan phát triển rất tốt, đừng chạy đến y sư. Công hội chúng ta làm loạn. Nghị luận ầm ĩ, đám người Uông Thanh y sư cũng tiến lên khuyên can. Cái này, Trương Huyền muốn nói điều gì, lại không biết trả lời như thế nào. Đối phương nói không sai, dính dáng một thành thị, một phương thiên địa vinh nhục, coi như mình chiến thắng, không có chứng nhận y sư, cũng không thể đại biểu những người này. Là ta quấy rầy, cáo từ. Trương Huyền lắc đầu, xoay người rời khỏi. Tề Linh Nhi kinh ngạc, theo sát đi ra y sư công hội, cũng nhìn không được nữa. Trương Thiếu, ngươi thật không có chứng nhận y sư. Không có chứng nhận y sư, vị này dám chạy tới, muốn đạt được tư cách đại na di truyền tống. Lá gan thật lớn. Trương Huyền lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Tề Linh Nhi im lặng. Y sư không phải chức nghiệp khác, không có giấy chứng nhận tư cách đã chữa bệnh cho người khác, cũng phải có người dám mới được. Xem ra thông qua thân phận y sư, đạt được tư cách đại na di truyền tống trận là không có khả năng. Trước mặc kệ, người không phải nói. Muốn đạt được tư cách, không chỉ có chức nghiệp đặc thù đến đỉnh phong, tu vi cũng phải đi vào 30 vị trí đầu của thần vương tiềm lực bảng sao. Trương Huyền lắc đầu, nhìn qua nói. Tình huống trước mắt của y sư công hội, chắc chắn sẽ không để hắn tham gia tỉ thí, hắn là người khiêm tốn, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện đơn đấu toàn bộ công hội, cùng đối phương gây ra không thoải mái, còn không bằng trước đạt được 30 vị trí đầu của thần vương tiềm lực bảng lại nói. Đúng. Trong cửu thiên, mỗi một thiên đều có thần vương tiềm lực bảng thuộc về mình, có thể đi vào 30 vị trí đầu là được, nói cách khác, chỉ cần Trương Thiếu đi vào thần vương tiềm lực bảng của U Hồn Thiên là được. Tề Linh Nhi giải thích, muốn đi vào bảng danh sách này, không có phức tạp như vậy, chỉ cần tìm người ở trong 30 vị trí đầu, tới khiêu chiến, quang minh chính đại chiến thắng là được. Đương nhiên, loại chiến đấu này, nhất định phải có người lập ra bảng danh sách. Cũng chính là tự tại thiên tới công chính. Tự tại thần vệ. Đúng vậy, thần vương tiềm lực bảng của cửu thiên, đều có tự tại thần vệ của tự tại thiên xác định thứ tự, bọn họ đều là cường giả. Thần vương cảnh, nhãn lực hơn người, có thể căn cứ thực lực song phương giao chiến, xác định vị trí cụ thể của một người. Trương Huyền gật đầu. Cái này giống như kỷ lục Jenny kiếp trước, muốn đối phương công nhận, cũng không phải là ngươi kiên trì bao lâu. Mà là ngươi ở trong quá trình đối phương chứng nhận, có thể kiên trì bao lâu. Cường giả thần vương lập ra tiềm lực bảng, quả thực càng công chính. Những tự tại thần vệ này ở nơi nào? U Hồn Hoàng Thành có không? Trương Huyền hỏi. Nếu như muốn đi tự tại thiên, vậy thì phiền toái. Ngay ở trong U Hồn Điện, Tề Dược cũng từng tìm đối phương khảo hạch. Tề Linh Nhi giải thích nói. Vậy qua xem một chút đi. Trương Huyền nói. Trương Thiếu, muốn khảo hạch thứ mấy? Có muốn ta chuẩn bị tư liệu 30 vị trí đầu cho ngươi xem không? Thấy vị này làm ra quyết định khẩn trương như vậy, Tề Linh Nhi có chút im lặng. Coi như ngươi thật muốn được thứ tự ở trên thần vương tiềm lực bảng đạt, cũng phải trước tìm người muốn khiêu chiến, trước thời hạn hạ. Chiến thư mới được. Có thể đi vào danh sách này, cái nào không phải thiên tài thân kinh bách chiến, dễ dàng chiến thắng mà nói. Khẳng định có vô số người đến đây khiêu chiến. Cái gì cũng không biết, liền xông tới. Thật quá lỗ mãng. Không cần tư liệu, tìm vị tự tại thần vệ kia, để hắn hỗ trợ, chỉ cần là 30 vị trí đầu, cái nào khoảng cách gần, có thể nhanh nhất đồng ý tỉ.
Thí là được. Trương Huyền nói. 30 vị trí đầu của thần vương tiềm lực bảng, mạnh hay không mạnh, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Tuy không biết sức chiến đấu chuẩn xác của mình hiện tại, nhưng thân thể trải qua Nguyệt Thanh chỉ rèn luyện, sớm đã đạt đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong nhất, thần vương phổ thông cũng chưa chắc có thể so được. Công pháp thiên nhược hữu tình mạnh mẽ vô song, dù đột phá thiên thần cảnh, còn không có thời gian rèn luyện kiếm pháp, nhưng thần vương không ra tay, cùng cấp bậc hầu như không có người có thể vượt qua. Linh hồn hơi yếu một ít, cùng lắm thì không cần là được. Khoảng cách gần, khóe miệng Tề Linh Nhi co giật một cái. Không hổ là huyết mạch đế quân, nói chuyện thật khí phách. Nói như vậy, cũng chính là biết dưới thần vương, có thể vượt qua không nhiều, không cần lo lắng. Hai người Trương Huyền đi tới U Hồn Điện, mà trong U Hồn Điện cũng có một đống người, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Tề Dược bọn họ nói tới cũng có mặt. Tại hạ là tu luyện giả trong 30 vị trí đầu của thần vương tiềm lực bảng ở Vân Ly Thiên, lần này được y sư công hội của U Hồn Thiên mời, đến đây giao lưu y thuật, đối phương đóng cửa tạm thời không dám nghênh chiến, có chút nhàn rỗi, vừa vặn muốn kiến thức một chút, người trên tiềm lực bảng của các ngươi, thực lực cụ thể như thế nào. Có giống như Vân Ly Thiên chúng ta hay không, không biết các ngươi ai nguyện ý nghênh chiến. Một công tử áo trắng hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía mọi người. Trên trán của hắn lộ ra hai sừng rồng màu vàng kim nhàn nhạt, tuy không lớn, lại cực kỳ chói mắt. Hết chương 3819. Chương 3820. Ngao hoa. Khẩu khí thật lớn. Trước kia chúng ta cùng thiên khác giao lưu, đều là trước thời hạn mời, một y sư vậy mà dám nói như vậy, người nào cho lá gan. Mọi người đừng kích động, trên đầu có sừng rồng kim sắc, chứng minh nắm giữ huyết mạch tinh thuần của Vân Ly Đại Đế. Thuộc về thế hệ sau hạch tâm của đại đế, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dựa dẫm huyết mạch mà thôi, mọi người đều là cường giả của một phương thế lực, không tin có thể mạnh bao nhiêu. Thấy công tử áo trắng giọng nói cuồng ngạo, mọi người xôn xao, tràn đầy tức giận. Một y sư tới giao lưu, cho dù thực lực sắp xếp trước 30 trên thần vương tiềm lực bảng của Vân Ly Thiên, nhưng vọt thẳng tới, không coi ai ra gì như vậy, cũng phạm vào tối kỵ. Đây là khiêu chiến uy nghiêm của một phương thế lực. Nếu như bọn họ không có phản ứng, toàn bộ U Hồn Thiên đều sẽ bị. Thiên Khác chê cười, không ngẩng đầu được lên. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào, ở trên tiềm lực bảng của Vân Ly Thiên xếp hàng thứ mấy. Trong đám người, một thanh niên vung tay, ý bảo mọi người dừng lại thảo luận, híp mắt hỏi. Thần vương tiềm lực bảng của U Hồn Thiên, siêu cấp cường giả đứng hàng thứ nhất, Thân Đồ Phong. Người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thân Đồ gia tộc, từng xung kích thần vương thất bại mà còn sống, linh hồn và thân thể đều đạt đến thần vương, chỉ là tu vi không cách nào đột phá. Sức chiến đấu chân chính, cho dù kém thần vương, cũng chênh lệch không xa. Là đệ nhất nhân dưới thần vương của U Hồn Thiên, nguyên nhân chính là như vậy, tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại hạ Ngao Hoa, may mắn đi vào thần vương tiềm lực bảng của Vân Ly Thiên. Xếp hạng thứ 9. Ngao Hoa ngạo khí nói. Thứ 9. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc. Vân Ly Thiên Vân Ly Đại Đế chính là chân long, vạn thú chi hoàng, huyết mạch cường đại đến biến thái, nắm giữ huyết mạch của hắn, một khi hóa thành chân thân, cùng cấp bậc không người có thể địch. Trước khi linh khí biến mất, cửu thiên từng có dưới thần vương giao lưu tỉ thí, trừ tự tại thiên, kiếm thần thiên, Vân Ly Thiên xem như cường đại nhất. Tỷ lệ chiến thắng cao nhất, đặc biệt là biến thành chân long chi thân, dài vài trăm mét, lại thêm phòng ngự vô địch, tu luyện giả nhân loại căn bản không thể nào chống cự. Nguyên nhân chính là như vậy, thần vương tiềm lực bảng của Vân Ly Thiên hàm kim càng cao, cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu không đối phương cũng không dám quang minh chính đại tới khiêu chiến như vậy. Có thể ở trong đó xếp hạng thứ 9, thực lực của Ngao Hoa không cần nghĩ, cũng biết cực kỳ đáng sợ. Nếu vị bằng hữu này khoác lác như vậy, tại hạ sẽ so với ngươi một chút, để cho ta nhìn xem, tu vi của cường giả Vân Ly Thiên có phải mạnh như khẩu khí hay không. Một tiếng hô khẽ, bên U Hồn Thiên, một thanh niên đi ra. Ngao Hoa nhìn sang, là người chừng 30 tuổi, mặc hắc bào, đường cong trôi chảy, tựa như khôi giáp phù hợp thân thể. Báo ra danh tự, ta không đánh hạng người vô danh. Vẻ mặt Ngao Hoa lạnh nhạt nói.
Thấy đối phương miệt thị như vậy, thanh niên đi ra tức giận nghiến răng, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, nói. Tại hạ Trần Mục, xếp hạng thứ 10 trên thần vương tiềm lực bảng, thắng thua đều chỉ đại biểu cá nhân ta, không quan hệ gì tới U Hồn Thiên. Thấy hắn ra mặt, Thần Đồ Phong và mọi người âm thầm gật đầu, cũng không ngăn cản. Ngao Hoa này xếp hạng thứ 9 ở Vân Ly Thiên, phía bên mình xếp hạng thứ 10 đi qua khiêu chiến, chiến thắng, Dương Thần Uy, thua, cũng không mất mặt. Vừa vặn có thể thử tu vi và thực lực chuẩn xác của đối phương, cho người tỉ thí sau trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ngao Hoa hừ lạnh, bước chân trước ra một bước, người như thuấn di đi vào trước mặt Trần Mục, cũng không thấy có động tác khác, thẳng tắp đánh tới. Tự tìm cái chết. Không nghĩ tới đối phương từ bỏ phòng ngự, dựa vào thân thể đối kháng mình, Trần Mục tức giận đến sắc mặt đỏ lên, năm ngón tay mở ra, giơ tay lên hạ xuống. Không khí rung động, bàn tay phát ra màu đỏ thẫm. Liệt Diễm Trưởng. Chiêu trưởng pháp này là mượn dung nham lòng đất rèn luyện thành, một khi thi triển, lòng bàn tay tựa như bàn ủi nung đỏ, không gì không thiêu cháy, vật tới tiếp xúc đều sẽ bị tổn thương. Chính vì trưởng pháp thần kỳ, mới đạt được 10 vị trí đầu trên tiềm lực bảng, đánh bại vô số cao thủ. Lần chiến đấu này, tuy tức giận, nhưng cũng biết đối phương tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, vừa ra tay liền thi triển ra chiêu số cường đại nhất. Bành! Thanh niên áo trắng không có né tránh, Liệt Diễm Trưởng không giữ lại chút nào rơi vào trên người, vẻ mặt Trần Mục vui mừng, đang cảm giác có hy vọng thắng lợi, liền thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ đùa cợt. Nguy rồi! Đồng tử co rút lại, phản ứng cũng nhanh, bàn chân lui ra một bước, nham thạch bắn tung tóe, nhanh chóng lui về phía sau. Có thể trở thành 10 vị trí đầu một trong thần vương tiềm lực bảng, tu vi và ý thức chiến đấu đương nhiên sẽ không đơn giản. Bất quá hắn phản ứng nhanh, đối phương càng nhanh, Ngao Hoa vào tới trước tăng tốc, động tác thân thể không có biến hóa chút nào, vẫn mạnh mẽ đâm tới. Răng rắc, Trần Mục duỗi ra cánh tay, chỗ va chạm xuất hiện gãy xương, ngay sau đó ngực gặp phải va chạm, chưa kịp nói chuyện, đã kêu rên một tiếng bay ngược ra ngoài. Phốc, người ở trên không trung máu tươi phun mạnh, bả vai, xương sườn toàn bộ vỡ vụn. Đa tạ, Ngao Hoa ngừng lại. Hai tay tiếp tục chắp ở sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng. Hình như vừa rồi đánh bại đối phương căn bản không phải hắn, khí định thần nhàn, không có bị thương chút nào. Tất cả mọi người đều híp mắt lại. Từ đầu đến cuối, đối phương chỉ dùng một chiêu, chính là dùng thân thể. Va chạm, nhưng hết lần này tới lần khác một chiêu này, thực lực như. Trần Mục ngăn cản không nổi. Tại hạ Tề Dược, các vị đã nhường. Tiềm lực bảng xếp hạng thứ 6. Tề Dược đi ra. Biết hổ thẹn sau dũng, mấy ngày không thấy, khí tức của hắn so với trước đó càng thêm trầm ổn dày nặng, chân khí mạnh mẽ chạy ở trong người, cả người tựa như tông sư. Bắt đầu đi. Mí mắt nhấc lên, Ngao Hoa lao đến. Thời gian nháy mắt, chiến đấu cùng một chỗ. Đây là địa phương phụ trách biên soạn thần vương tiềm lực bảng của U Hồn Thiên. Làm sao một người cũng không có. Đi theo sau lưng Tề Linh Nhi vào U Hồn Điện, rất mau tiến vào một gian phòng rộng lớn, Trương Huyền nhìn quanh hai bên, lông mày nhìn không được nhăn lại. Dù đại điện trước mắt rộng lớn, nhưng không có nửa cái bóng người, hình như căn bản không có người ở. Ta cũng không biết, Tề Linh Nhi cũng có chút choáng váng. Biên soạn thần vương tiềm lực bảng, sẽ đăng ký mỗi cao thủ chiến đấu, bởi vậy mỗi ngày đều có không ít người tới quan sát, mượn cơ hội cảm ngộ. Làm sao ngày hôm nay nửa cái bóng người cũng không có. Đang kỳ lạ, lông mày Trương Huyền nhíu một cái, nhìn về phía một phương hướng. Bên kia có người. Nói xong cũng không cần Tề Linh Nhi trả lời, nhấc chân đi tới. Hai người vòng qua một cánh cửa, một đài luận võ to lớn xuất hiện ở. Phía trước, ngay sau đó thấy được một màn để cho bọn họ khó tin. Trên đất nằm mười mấy người, từng cái vẻ mặt trắng bệch. Một thanh niên áo trắng ngạo nghễ đứng thẳng ở trong đó, giữa hai lông mày mang theo ngạo khí nồng đậm. Thời gian trở lại nửa phút trước. Trải qua một phen giao đấu, chỉ còn lại có Thân Đồ Phong. Đây là tiềm lực bảng của U Hồn Thiên các ngươi, ta nhìn đã không có cần thiết tồn tại. Trong lời nói không có khinh miệt, cũng không có miệt thị, Ngao Hoa chỉ nhàn nhạt trình bày. Đường đường 10 vị trí đầu của một phương thiên địa,
vậy mà không có một cái là đối thủ của mình, tồn tại hay không, quả thực không quan trọng. Trước chiến thắng ta rồi nói sau. Thân Đồ Phong cắn chặt răng. Ngắn ngủi vài phút, đối phương không chỉ chiến thắng Tề Dược, còn đánh bại 7 người khác. Không có chiêu số, không có võ kỹ, chỉ có thân thể va chạm. Mặc kệ đối thủ mạnh mẽ đến đâu, một chiêu liền giải quyết chiến đấu, căn bản không cần chiêu thứ hai. Thân thể Ngao Hoa đã cường đại đến làm người ta sợ hãi. Vậy thì bắt đầu đi. Ngao Hoa chẳng muốn phí lời, lần nữa lao đến. Cổ tay Thân Đồ Phong rung lên, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đâm nhanh mà ra. Ô ô ô ô, mũi kiếm lóe ra quang mang lạnh lùng, vừa xuất hiện liền muốn cắt nát không gian. Có thể trở thành đệ nhất nhân dưới thần vương, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, thân thể cũng cường đại đến cực điểm, giờ phút này toàn lực thi triển kiếm pháp, thân kiếm tựa hồ cũng không chịu nổi lực lượng. Có chút ý tứ, nhìn thấy kiếm mang của đối phương đáng sợ như thế, Ngao Hoa không còn coi thường như trước đó, thân thể xông về phía trước, đột nhiên dừng lại, năm ngón tay duỗi ra, bỗng nhiên vụt qua, biến thành long chảo to lớn. Trong tích tắc, khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, cho người ta một loại áp bức trong máu. Chân long huyết mạch, đinh đinh đinh, trường kiếm đâm vào trên long chảo, phát ra âm thanh sắt thép va chạm, Thân Đồ Phong chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bỗng chốc bị phong ấn ở trong cơ thể, không cách nào thi triển ra. Thân thể thần vương cảnh, toàn thân Thân Đồ Phong băng lãnh. Tự mình chiến đấu mới hiểu được, đối phương có bao nhiêu lợi hại. Khó trách dám không hề cố kỵ, dùng thân thể va chạm, thân thể tên này đã có thể so với vũ khí cấp bậc thần vương. Không đúng, không phải toàn bộ thân thể đến loại cấp bậc này, mà là móng vuốt, long chảo của hắn tương đương vũ khí thần vương cấp, cho dù thân thể không bằng, cũng đạt tới tình trạng của binh khí thiên thần thượng phẩm. Đối phương không có đến thần vương cảnh, thân thể cũng không có khả năng tương đương vũ khí thần vương, nhưng móng vuốt đã có chút giống. Không hổ là chân long. Dựa dẫm huyết mạch, quả nhiên là khó giải, để cho người ta không có bất kỳ biện pháp nào. Bành! Liên tục mấy chiêu, trường kiếm trong tay bị móng vuốt của đối phương chặt đứt, ngay sau đó bị đánh trúng ngực, sắc mặt trắng nhợt, Thân Đồ Phong giống như mọi người, bay ngược ra ngoài. Nặng nề té ngã trên đất, từng ngụm thở hổn hển, nói cũng nói không ra. Cường giả thứ nhất trên thần vương tiềm lực bảng của U Hồn Thiên, vậy mà cũng không phải đối thủ. Thoạt nhìn thần vương tiềm lực bảng của U Hồn Thiên, bất quá cũng chỉ như vậy. Hai tay lần nữa chắp ở sau lưng, Ngao Hoa lắc đầu, đang muốn nói hết lời, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người đi vào. Chính là Trương Huyền và Tề Linh Nhi. Tới thật đúng lúc. Hình như đang khảo hạch thần vương tiềm lực bảng. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Còn nghĩ sẽ không đúng dịp, cần chờ không biết bao lâu mới có thể hẹn được người tỉ thí, không nghĩ tới vừa đến liền thấy có người chiến đấu, hẳn là vừa khảo hạch xong. Đã như vậy, mặc kệ vị trước mắt này khảo hạch thứ mấy, chỉ cần chiến thắng đối phương, chẳng khác nào thu được vị trí của hắn, giảm bớt không ít phiền phức. Thật đúng là ngủ gật đưa gối. Số mệnh của mình quả nhiên vô địch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 173.